Thần cấp con mũi chương 325 siêu tà sinh vật Tư đồ mộ tư chết Để hai vị quốc gia đại nhân vật trở tay không kịp Trong lòng nhìn trời kiến loại này sinh vật khủng bố khống chế cũng theo đó phá diệt Liền sáng tạo giả đều bị loại sinh vật này giết chết Như vậy đương kim trên đời Còn có thể là ai có thể khống chế ở loại này thiên kiến Nhất là cái này kiến chúa Cường đại làm người tuyệt vọng Thủ đoạn tàn nhẫn làm cho người giận sôi sở dĩ hiện tại bọn hắn suy tính cũng chỉ còn lại có một vấn đề, thì là như thế nào có thể tiêu diệt cổ này vốn nên không tồn tại sinh vật. đương nhiên, hiện tại mấu chốt nhất là để một doanh nhân mã tận lực nhiều một chút còn sống rời đi, chỉ có những binh lính này an toàn mới có thể đối với kiến chúa mới có thể nhìn trời kiến triển khai càng quét hành động. sơn mạch gò đất trên im ắng lặng ngắt như tờ xa xa thiên biến đến tinh bắt đầu ho, không biết có phải hay không trời chiều sớm tiến đến nhuộm đỏ trời hay là sát lục quá nặng để trời đỏ mắt. Tất cả mọi người chống đỡ ánh mắt kinh hãi nhìn lấy kiến chúa dùng chân trần trà đạp tư đồ mộ tư thi thể, đột nhiên đang lúc, các binh sĩ đối với tư đồ hận ý lặng lẽ nhạt không ít, có loại thỏ tử hồ bi thương cảm. Nghĩ hắn tư đồ mộ tư nhọc lòng sáng tạo ra loại này hỗn hợp biến dị thiên kiến, lại dốc hết tâm huyết bồi dưỡng kiến chúa đến cấp 3 sinh linh, kết quả cuối cùng đây. Sinh vật có linh, cũng lãnh huyết, nhất là máu nuôi đi ra cấp 3 sinh linh một vị thanh tú thiếu niên từ 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 dưới đất bò dậy lãnh đạm không gợn sóng nhìn lấy đây hết thảy đối với kiến chúa giết chết tư đồ tô cảnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là có chút giật mình giật mình giết quá nhanh quá quyết đoán nếu là lúc trước hải thường có thể có kiến chúa lãnh huyết mỹ thiếu nữ lâm tương vũ đã sớm không còn tồn tại há có thể đợi được tô cảnh đi cứu tô cảnh đen nhánh thâm thúy đôi mắt hiện lên một vòng kiên định xem ra đến chính mình toàn lực liều lĩnh xuất thủ tư đồ đã chết kiến chúa không ai khống chế nó giống như ngựa hoang mất cương tùy ý sát lục ngay sau đó tô cảnh ý thức lực dốc toàn bộ lực lượng phương viên năm cây số bên trong tận ở trong lòng bàn tay của hắn lúc này chỉ gặp ánh mắt của hắn hồn nhiên nhíu lại chung quanh một số ẩn tàng điều tra thiết bị theo ẩn hình camera đều đều nổ tung lên quốc gia an toàn cục bộ quốc phòng bộ trưởng lương cương liệt biến sắc màn hình bên trên hình ảnh biến mất điều này đại biểu cái gì đại biểu cho nơi xa phát sinh hết thảy, hắn đều không có cách nào trước tiên nắm giữ. Người tới, thay đổi phương vị, ta muốn vẽ mặt. Lương Cương Liệt lập tức mở miệng, bên kia phát sinh hết thảy, ta đều muốn trước tiên nhìn thấy, lập tức. Có điều mấy hơi thời gian, một vị công tác nhân viên tiến đến, biểu lộ mất tự nhiên nói, Bộ trưởng, chúng ta tại trên dãy núi bố khống máy móc toàn bộ bị phá hư rơi. Toàn bộ bị phá hư. Lương Cương Liệt lặp lại một câu, trong mắt đều là không tin phải biết bọn họ máy móc bốn phương tám hướng bố khống đi xuống cái người nào có thể có thủ đoạn trong lúc nhất thời toàn bộ phá đi lập tức phái tiểu hình trinh sát cơ đi qua giật mình sau một lúc lâu lương cương liệt mở miệng đúng người tới rút đi sơn mạch gò đất trên tô cảnh hướng phía bọn lính phía sau hô to một câu các ngươi chạy mau có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh tuyệt đối không nên quay đầu một câu nói xong câu cảnh hướng về phía khải lệ nhìn một chút sau đó hơi gật gật đầu khải lệ hiểu ý hướng phía các binh sĩ phất tay các đồng nghiệp chúng ta chạy mau lúc này binh lính đều là không do dự tư đồ mộ tư đã chết bọn họ cũng không có gì có thể lưu luyến huống hồ kiến chúa đầu kia quái vật căn bản không phải bọn họ có thể đối phó bọn họ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân quyết định rút lui hành động nhanh nhẹn như một trận gió đồng dạng hướng phía dưới núi phương hướng chạy tới hèn mọn nhân loại, hết thảy đều phải chết. Kiến chúa con mắt lục sắc quan mang chớp động, khí tức vô cùng cường đại, quấy xung quanh không gian đều sóng gió nổi lên, chỉ thấy nó chân trần trùng điệp một chặt mặt đất, mặt đất thì theo nở hoa một dạng nứt ra một đạo thô khe hở, thô khe hở giống như một đầu lò sưởi mang theo thiên lôi tròn vo chi thế. Nhanh chóng hướng phía các binh sĩ chạy trốn phương hướng tứ phân ngũ liệt mà đi. Binh lính ở phía sau, tô cảnh phía trước, lúc này tô cảnh sắc mặt lạnh lùng, tại ánh sáng chiếu xuống càng lộ vẻ thanh tú trắng nõn, chỉ gặp hắn một gối quỳ xuống, toàn thân ánh sáng màu lam lóe lên, trắng nõn tay đè tại mặt đất, ánh mắt khóa chặt đại quy mô tứ phân ngũ liệt mặt đất, khẽ nhả một câu, đóng băng. Một tiếng dứt lời, lam băng lan tràn, đem đại quy mô muốn phân liệt mặt đất đột nhiên mà ngưng kết đóng băng. Muốn là mặt đất tiếp tục hướng phía các binh sĩ phương hướng tứ phân ngũ liệt đi qua, như vậy những binh lính này đều sẽ hãm sâu trong lòng đất, vạn kiếp bất phục. Kiến chúa không thể bảo là không độc. Câu cảnh nhẹ nhõm phá kiến chúa chiêu thức, nghĩ lại liền một cái ý thức khóa chặt ném qua đi. Đinh. 30 cấp hỗn hợp biến dị kiến chúa, siêu tà sinh vật. 30 cấp. Kiến chúa mới 30 cấp à, câu cảnh đạt được hệ thống tin tức liền giật nảy cả mình, như thế khí tức cường đại, đã mới 30 cấp, điểm ấy quá vượt quá Tô Cảnh dự kiến. Lần thứ nhất kiến chúa khí tức từ sơn động quét sạch đi ra. Tô Cảnh liền nhận định nó đã lại chính là cấp 3, mà lúc trước đột phá, Tô Cảnh tưởng rằng kiến chúa hướng phía cấp 4 nghịch thiên mà đi. Vẹn vẹn cấp 3, thì mạnh đến trình độ như vậy, cái này kiến chúa tiềm lực nên là bực nào kinh người, nghĩ đến chỗ này, Tô Cảnh ánh mắt xéo qua liếc xéo một chút tư đồ mộ tư thi thể, thiên tài như thế, nếu là dùng thiên phú của hắn tạo phúc nhân loại, như vậy chính là phúc phận vạn dân. Đáng tiếc tư đồ mộ tư ngộ nhập kỳ đồ, rơi cái chết thảm cấp độ là ngươi cái kia con mũi ngô hoàng nhận ra ngươi kiến chúa chiêu thức bị phá ánh mắt hồn nhiên khóa chặt lại thanh tú thiếu niên khàn khàn mở miệng tô cảnh đứng nghiêm lên đối mặt kiến chúa ánh mắt thần sắc tự nhiên nhận ra hắn không có gì quá kỳ quái sinh vật đã khí tức phán đoán huống chi là cường đại như thế kiến chúa chỉ cần khí tức quen thuộc đảm nhiệm tô cảnh thất thập nhị biến đều vô dụng con mũi ngươi không đánh đổi những nhân loại này bọn họ một cái đều không sống kiến chúa sát lục chi khí sôi trào mãnh liệt mà ra vậy liền thử một chút xem sao tô cảnh nhàn nhạt về một câu ngang chỉ nghe kiến chúa đột nhiên hét dài một tiếng các con đi ra hưởng thụ mỹ thực đi ông 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 đột nhiên trong sơn động phát ra một cổ to lớn tập trung vang động tô cảnh sắc mặt đột biến một giây sau hắn liền nhìn thấy vô cùng vô tận liếc nha liếc nhíp che khuất bầu trời thiên kiến từ trong động ô vang sinh ô vang sinh quét sạch đi ra trong khoảnh khắc liền đem hắn trên không bao phủ lại tô cảnh trời tối tối nhưng những ngày này kiến cũng không phải là hướng phía hắn công kích mà là nhanh chóng hướng phía các binh sĩ chạy trốn phương hướng quét sạch mà đi không tốt tô cảnh cũng không sợ những ngày này kiến công kích hắn đã hắn khả năng hiện giờ thiên kiến tại nhiều tại mạnh cũng thương không hắn nhưng là thiên kiến mục tiêu là các binh sĩ như vậy bọn họ thì xong đời. Nhân loại bình thường tại đại quy mô thiên kiến công kích đến, đoạn không mạng sống, chỉ cần bị thiên kiến bao trùm lên đi, như vậy chính là bạch cốt. Lúc này ánh mắt xéo qua dưới, Tô Cảnh nhìn thấy kiến chúa con mắt hiện lên một vòng giảo hoạt cười, nghiền ngẫm mười phần. Kiến chúa là đang cùng chính mình chơi, để hắn nhìn lấy những thứ này chính mình binh lính bảo vệ nhóm bị thiên kiến từng cái thôn vệ hết. Siêu tà sinh vật, khát máu tàn nhẫn. Phô thiên cái địa thiên kiến che khuất bầu trời hướng các binh sĩ quét sạch mà đi, cái kia vô số đối với vũ dực phát ra chấn động âm thanh, quả thực khiến người ta mà nghĩ đều muốn đánh rách tả tơi. Cái kia trên không là bực nào cảnh tượng, phản phất sô cẩu đem mặt trời nuốt chửng lấy, một tia ban mai đều rơi không đến gò đất trên, khải lệ theo mã thụy nhìn lên nhìn một chút, toàn thân đều run rẩy lên, trong mắt không nói ra được tuyệt vọng. Các binh sĩ cũng từng cái dừng lại, trên mặt đều là trắng bệch, nhưng bọn hắn dù sao cũng là quân nhân, từ trên mũi đao quay lại đây. Mẹ nhà hắn. Chỉ nghe một cái liên trưởng một tiếng giận mắng, hướng mặt đất nôn một mụn nước miếng, trong mắt xuất hiện liều mạng một lần sát khí, nói, toàn thể đều có, mở cho ta súng. Ba 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 a ba ba ba. Ba 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 ba. Lúc này còn sống còn chớ ước chừng 200 tên lính, theo liên trưởng mệnh lệnh, từng cái trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, súng máy hướng về phía tiền phương của mình trên không liều mạng bắn phá đừng nên dừng lại không cần nổ súng chạy chạy mau a à. khải lệ quá rõ ràng những ngày này kiến lợi hại thân thể của bọn nó vô cùng cứng cỏi Người một viên đạn coi như đánh trúng đều không nhất định có thể đem bọn họ cho triệt để đánh chết huống hồ trên không thiên kiến số lượng có bao nhiêu che khuất bầu trời há lại chỉ là bốn chữ lớn hình dung mà thôi có thể đem một mảnh bầu trời đều cho che khuất cái kia là bực nào khoa trương các binh sĩ dùng súng máy bắn phá nhưng có thể đánh chết bao nhiêu coi như một viên đạn đổi một cái thiên kiến kết quả cuối cùng cũng sẽ không có mảy may cải biến liên trưởng hướng về phía trên không đánh mấy cái con thoi viên đạn về sau trên mặt triệt để tuyệt vọng mang theo mười mấy người lính chạy về phía trước đối với sau lưng khải lệ theo binh lính nói các ngươi chạy mau chúng ta tới hấp dẫn nó nhóm chú ý cái này vừa nói hoàn toàn chính là cầm tính mạng của mình làm mồi nhữ ý đồ tranh thủ thời gian để người còn lại mạng sống. Nhưng biện pháp này đã ngu xuẩn cũng không có một chút tác dụng, bởi vì thiên kiến quá nhiều, vô luận làm cái gì đều là phí công. Thiên kiến quân tiên phong đã hướng liên trưởng theo mười mấy người lính phủ tới, mang theo một cổ tử vong chi khí, thiên kiến thoáng qua một cái, không có một ngọn cỏ. Liên trưởng theo mười mấy binh lính trong mắt tràn ngập tuyệt vọng, liền nổ súng tâm đều không có, dù sao mở cũng trắng mở, còn không bằng tỉnh bất lực khí, để cho mình thở một ngụm. Doanh trưởng, chúng ta tới tìm ngươi. Liên trưởng theo binh lính thần kinh loạn vạch rõ ngọn ngành lớn tiếng vừa hô, trong mắt ngược lại nhiều một vòng giải thoát sắc thái. Có ta ở đây, kiến chúa, một mình ngươi loại đều giết không chết. Một đạo lạnh lẽo âm thanh vang lên, như thiên niên hàng băng. Ý thức bắn ra. Liên trưởng theo binh lính trên không chỉ có khoái động lên một cổ kinh khủng khí lãng, thiên kiến quân tiên phong từng khúc nổ tung lên, phản phất một khỏa đạn đạo ở trên không ầm ầm nổ tung chuyện gì xảy ra trên không trong lúc nhất thời dưới lên màu đen băng bạc ào 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 như mưa rào tầm tả lã chả xuống liên trưởng theo binh lính đều nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết nhưng ngẩng đầu nhìn lên vô số thiên kiến rơi xuống nện vào trên thân còn đau nhất đau nhất còn không mau chạy giọng nói lạnh lùng tại liên trưởng theo binh lính bên tai vang lên bọn họ giống như có cảm giác phóng nhãn lên núi động phương hướng nhìn lại một vị thanh tú thiếu niên chính lãnh đạm không gợn sóng nhìn lấy bọn hắn chạy liên trưởng cắn răng một cái không kịp nghĩ đến thiếu niên kia vì cái gì như vậy thần thông quảng đại liền phản phất lão thiên phái tới cứu thế chủ nhưng ít nhất phần nhân tình này bọn họ yếu lĩnh bọn họ phải nhớ thiếu niên dung nhan bị liên trưởng theo các binh sĩ sâu nhớ kỹ trong đầu như đau khắc đồng dạng như xương con mũi vô dụng ngươi là ai đều cứu không kiến chúa khàn khàn dị thường âm thanh vang lên tô cảnh lập tức nhíu mày lên một chiêu ý thức bắn ra tiêu diệt thiên kiến quân tiên phong thì vừa cái kia một chút trọn vẹn giết chết mấy vạn mười mấy vạn thiên kiến nhưng uổng công phía sau bởi vì thiên kiến chen chút mà tới ý thức của hắn bắn ra là một đại sát chiêu uy lực to lớn nhưng không thể nhiều lần sử dụng như thế ý thức lực tiêu hao hội quá nghiêm trọng tô cảnh còn muốn lưu sức mạnh đối phó cấp ba đại ma vương kiến chúa hải thường tô cảnh âm thầm giận hô một tiếng chỉ gặp liên trưởng đám người trên không đột nhiên xuất hiện một cái thuần trắng trắng hơn tuyết, vô cùng dễ thương con thỏ nhỏ, con thỏ nhỏ yêu diễm màu đỏ mắt nhất chuyển, sau một khắc chính là biến thành một cái thế lực bá chủ tồn tại. Một cổ tàn bạo vô cùng khí tức từ không trung bốn phương tám hướng khoái động ra ngoài, chỉ gặp vô số thiên kiến chảy ròng ròng mà rơi, đại diện tích tử vong. 31 cấp hải thường uy thế cường đại cỡ nào, há lại những ngày này kiến có thể tiếp nhận lên. Hải thường xuất hiện, để một mực trêu tức xem trò vui kiến chúa đều kinh ngạc lên, trong mắt mặc dù xuất hiện một vòng kiên kỵ, nhưng mặt cho bể nghệ vô cùng. Phía trước nhất khải lệ theo mã thụy chỉ huy các binh sĩ chạy trốn lộ tuyến, lúc này bọn họ một cái ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, mặt khác một cổ to lớn thiên kiến như một đóa mây đen to lớn, triệt để bao phủ tại bọn họ trên không. Đừng nhìn, chạy. Khải lệ sợ các binh sĩ tại dừng lại nổ súng, vội vàng hô to. Kỳ thực nàng tâm lý vô cùng rõ ràng, bị thiên kiến để mắt tới là không thể nào trốn. Tốc độ của con người tại nhanh, có thể nhanh hơn được phi hành sinh vật à, đừng nhìn thiên kiến cũng coi như côn trùng loại chủng loại, nhưng chúng nó tốc độ phi hành so với bình thường biểu loại nhanh hơn. Chuồng chuồng xem như côn trùng giới tốc độ phi hành số một số 2 tồn tại, nhưng ở thiên kiến trước mặt cũng chỉ có thể từ tướng hổ thẹn. Những thứ này đồ chết tiệt. Khải lệ tức giận bất bình thầm mắng một tiếng, mắt thấy thiên kiến đen sì hướng bọn họ áp xuống tới, thật giống như là thiên tháp một dạng, nàng đột nhiên lại muốn hung hăng mắng vài câu tư đồ mộ tư, nhưng nghĩ lại nghĩ đến tư đồ đã chết, nàng cho dù có tại nhiều khí, cũng mắng không ra. Người ta không phải tìm đường chết, đem chính mình cho tìm đường chết, nàng mắng không mắng đều như thế. Nhưng tư đồ lại không phụ trách cho cái thế giới này lưu lại mầm tai họa. Hoàng Kim Đồng. Đang lúc khải lệ âm thầm gấp không biết như thế nào cho phải thời điểm, một cái người khoác da cọp hai mắt bắn kim quan sinh vật nhỏ uy phong lẫm lẫm đột nhiên xuất hiện tại nàng theo mã thủy cách đó không xa mặt đất ngao một tiếng tràn ngập uy nghiêm tiếng trống giận giữ trực trùng vân tiêu giống như hổ khiếu lại càng thêm hào hùng bể nghệ. chuyện quỷ dị phát sinh trên không đen xì hạ thấp xuống thiên kiến đại quân chính là dừng lại phản phất cho người ta dừng lại trên không trung trên mặt đất cái kia người khoác da cọp sinh vật nhỏ ngạo nghễ ngẩng đầu liếc xéo một chút, toàn thân lông tóc bùng nổ, uy phong lẫm liệt, bá khí nội diễm. Khải lệ theo mã thủy mắt trợn tròn, không biết có phải hay không chính mình hoa mắt, bọn họ cảm giác trên không đen xì thiên kiến chẳng những không có tiếp tục ép xuống bao trùng, ngược lại trả hết thăng không ít. Chẳng lẽ chúng nó là bị trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tiểu đông tây bị dọa cho phát sợ. Ý tưởng này vừa ra, khải lệ chính mình cũng cảm thấy vô nghĩa, hỗn hợp biến dị thiên kiến, còn có sợ tồn tại. Nhưng nửa ngày qua đi, trên không thiên kiến đại quân im ắng không có nửa điểm động tác trưởng phòng con vật nhỏ kia tựa như là con mèo đi mã thụy chăm chú nhìn nửa ngày không xác định đạo khải lệ lập tức hung tợn trừng mã thụy một chút ngươi là nhà sinh vật học ngươi hỏi ta nhà sinh vật học làm sao cũng không phải thần không có khả năng sinh vật gì đều rõ ràng giải đi mã thụy không cam lòng yếu ớt giải thích nhưng con mắt thì theo lạc ấn tại cái kia người khoác da cọp tiểu đông tây phía trên nửa điểm cũng di bất khai. 28 cấp hoàng kim đồng mặc dù không có hải thường khí tức cường đại như vậy, nhưng trời sinh nó nắm giữ con hổ chi uy, sư tử chi thế, đây là nó được trời ưu ái ưu thế, loại kỹ năng này đối với vạn thú đều có uy hách tác dụng. Trừ không phải thực lực của đối phương mạnh mẽ hơn nó, nếu không đều hội chịu ảnh hưởng. Thiên kiến tuy nhiều, che khuất bầu trời, nhưng những ngày này kiến phổ biến liền cấp một đều không phải là hoàng kim đồng chỉ cần vừa hô, uy nghiêm bá khí thiên kiến sao dám loạn động cứ như vậy một cái người khoác da cọp mèo nhỏ xử ở nơi đó cương quyết để thiên kiến đại quân không dám động một cái đây cũng là hổ uy vương giả chi khí tô cảnh một hơi thả ra hai viên ái tướng ngẫm lại cảm thấy vẫn có chút không yên lòng sau cùng đem trong hệ thống ba ngàn thuộc tính con mũi dứt khoát toàn bộ phóng xuất dù sao thiên kiến quá nhiều sợ có ngoài ý muốn làm xong đây hết thảy Cô cảnh hơi buông lỏng một hơi, đã thấy khí tức cuồn cuộn như giang hải kiến chúa ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn, một đôi lục sắc quang mang không ngừng lấp lóe. Con mũi, chúng ta tới chơi đùa đi. Cô cảnh nghiêm chỉnh, toàn thân tản mát ra một đoàn màu xanh lam khí diễm, xung quanh không khí lóe ra điện lưu âm thanh, đùng đùng không dứt bên tai không dứt. Đối với kiến chúa, hắn không dám có một chút chủ quan, nhất định phải cầm suốt toàn lực đối phó. Câu cảnh quanh thân phát ra khí tượng để kiến chúa rất là kinh ngạc, trầm thấp khàng khàng nói, ngươi cũng nhân loại sáng tạo ra. Ta chính là nhân loại. Câu cảnh ngạo nghễ mở miệng. Câu nói này không biết có phải hay không chọc giận kiến chúa, chỉ nghe nó làm xung quanh giận nổi giận gầm lên một tiếng, nói bậy nói bạ. Một tiếng dứt lời, nó quanh thân khoái động lên một cổ màu đen khí diễm, lượng lờ sôi trào, sau đó nó chân trần sinh phong, không thấy cái gì động tác, thân thể đã hướng phía tô cảnh đột nhiên vút đi một trương hung sát hé miệng miệng đầy thanh bạch răng nanh nhìn thấy mà giật mình tô cảnh sắc mặt lạnh lùng hơi hít một hơi thân thể bạo phát quan mang rực rỡ người như dao long đồng dạng đằng lui mà đi không ngừng theo theo kiến chúa kéo dài khoảng cách kiến chúa kim giáp hộ thể không gì không phá tô cảnh nhất định phải cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định nếu là cùng nó cận chiến như vậy chính là tìm đường chết tô cảnh thân hình không ngừng lùi lại ngón tay gãy liên tục đao băng như nổ cung một dạng mang theo tiếng xé gió bắn tới kiến chúa trên thân đao băng vừa tiếp xúc với kiến chúa trên thân thì theo nở hoa một dạng lan tràn ra nhưng những thứ này lan tràn có điều chuyển hơi thở trong lúc liền sụp đổ bổ một đạo thô xét lên tiếng không vang bổ tới kiến chúa kim giáp trên điện lưu chi chi lưu chuyển toàn thân nó kiến chúa trong mắt màu xanh lục xem thường lóe lên hơi chấn động một chút thân thể điện lưu bỗng nhiên tán loạn Tô Cảnh hơi nhíu mày, nhưng trong lòng cũng thoải mái, có điều tiểu thí ngưu đau thôi, nếu là cái này chút thủ đoạn có thể thương kiến chúa, như vậy hắn thật nên vụng trộm vui. Tuy là nói như vậy, nhưng Tô Cảnh hiện tại áp lực rất lớn, kiến chúa cho hắn lực trung động quá lớn, loại này hỗn hợp biến thái thiên kiến đáng lẽ cũng không có cái gì nhược điểm, mà đầu này kiến chúa còn đột phá cấp 3, thực lực không có gì sánh kịp mạnh, nếu muốn đánh bại nó, Tô Cảnh cũng ba phần phần thắng đều không có. Con mũi, cái này liền là của ngươi thủ đoạn sao? Kiến chúa khí tức đào đào, bể nghệ bá khí, vậy ngươi chết chắc. Lời này vừa nói ra, kiến chúa đột nhiên rút ngắn theo tô cảnh khoảng cách, nguyên bản khoảng cách một mực bảo trì tại chừng 5 mét, hiện tại đương nhiên đó là một mét, hung sát miệng mắt thấy là phải cắn lên đi. Một triệu vôn. Tô cảnh ngậm từ khẽ nhã, quanh thân điện quang sôi trào lên, như lôi thần buông xuống, quân lâm thiên hạ. Quanh, trên không chợt hiện một cổ vô cùng bạch quan chói mắt bạch quan như thác nước tại kiến chúa đỉnh đầu một mạch phát tiết mà xuống há thế kinh thiên động địa từng kiến chúa thậm chí còn không kịp phản ứng liền rên lên một tiếng trực tiếp bao phủ tại mênh mông giữa bạch quan tô cảnh một chiêu đắc thủ không có mặt lộ vẻ vui mừng mà là thừa này thời gian vội vàng đại diện tích theo kiến chúa kéo dài khoảng cách ba trượng bên ngoài tô cảnh mới nguyên địa ngừng thân hình sau đó phóng tầm mắt nhìn tới cái nhìn này chính là một mảnh trắng xóa, khói trắng như khói bếp một dạng rải rác dâng lên, nơi đó còn có kiến chúa ảnh tử. Cái này một triệu vôn nếu là bổ tại cái khác cấp ba sinh linh trên thân cũng đầy đủ chúng nó ăn một bình, nhưng bổ vào kiến chúa trên thân, tô cảnh cũng không lạc quan. Lúc này gió núi từ đằng xa hà hà lăn tới, từng đợt thổi mạnh sườn núi đầu, thổi mạnh bụi đất, mang theo trong đất mùi máu tươi quét sạch đi chầm chậm khói trắng. Sau một lúc lâu, khói trắng mới biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một đầu toàn thân kim giáp quái vật kiến chúa nằm rạp trên mặt đất một cái ngước mắt mắt xanh lục lấp lóe một đạo thực chất tính lục mang chợt hướng phía tô cảnh vọt tới nhanh quá nhanh lục mang siêu trần thần sấm tô cảnh quá sợ hãi con mắt hồn nhiên nhíu lại ý thức lực chợt mà tuôn ra tại quanh thân hình thành một quan tráo ý đồ ngăn trở lục mang một công một thủ có điều một hơi trong lúc phát sinh quá nhanh lục mang bắn tới lồng ánh sáng phía trên Tô cảnh sắc mặt đột biến, ý thức lực hình thành lồng ánh sáng vỡ vụn, hắn đột nhiên phun một nguồn máu, người lão đảo mấy cái nhanh chân mới dừng. Con mũi, ta nói, ngươi nếu là thì chút bản lãnh này, ngươi liền chết chắc. Kiến chúa lần nữa thẳng đứng lên, màu đen khí diễm lượng lờ sôi trào, cực kỳ kinh khủng. Tô cảnh trùng điệp nôn một ngụm trọc khí, chà chà máu trên khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lấy bể nghệ kiến chúa, âm thầm nghĩ ngợi nên như thế nào đối phó nó một triệu vô lực sát thương siêu cường đều không thể đối với nó chiếu thành thương tổn, như vậy tô cảnh thủ đoạn thì giật gấu vá vai. Loại quái vật này phản phất không có sơ hở, đau thương bất nhập, lôi điện bất xâm, cả thì một cái đánh không chết tiểu cường. Tô cảnh độc thân tác chiến, thật đúng là lấy nó không có biện pháp gì, hãy thường theo Hoàng Kim Đồng lại bảo hộ các binh sĩ đi, hắn hiện tại có nỗi khổ không nói được. Chờ ngươi đem ta đánh bại, đang nói loại này tự phụ lời nói đi, con kiến nhỏ. Tô Cảnh nhàn nhạt mở miệng, trong lòng cái kia tức giận a, à, muốn là mình cũng là cấp 3, không phải đem tên xuất sinh này thật đánh thành con kiến nhỏ không thể. Con kiến nhỏ? Kiến chúa toàn thân run rẩy dưới, bị Tô Cảnh câu nói này nhói nhói đến, nó thế nhưng là kiến chúa, cấp 3 vô thượng sinh linh, đương kim trên đời, còn có ai có thể lấy nó có biện pháp? Ai cũng không có cách nào quyết định chính mình xuất sinh, kiến chúa tại mạnh nhưng nó không có thể phủ nhận chính là chung quy là nhân loại sáng tạo ra, hơn nữa còn là dùng ba loại kiến loại DNA hỗn hợp mà thành, cái này hiện tại đã trở thành nó vết bẩn. Ngươi cũng bất quá là một cái hèn mọn con mũi, trang cái gì nhân loại. Kiến chúa khí tức bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, màu đen khí diễm rào rạc mà lên, sát ý tùy theo phô thiên cái địa lan tràn ra. Ngang. Chỉ nghe nó một tiếng chấn động không gì sánh nổi tiếng thét dài hô lên, một cổ to lớn trùng kích lực như âm ba công hướng phía tô cảnh khoái động mà đi. Đây là một cổ lực lượng vô hình, để tô cảnh tránh đều không chỗ có thể trốn. Không tốt. Tô cảnh vô cùng kinh ngạc, cổ này trùng kích lực để hắn như dẫm trên băng mỏng, như tại vô tận trong lỗ đen. Lúc này một vị thanh tú thiếu niên chợt biến mất, không trung lơ lửng ra một cái kim ngân sắc, hiện ra lộng lẫy con mũi. Tô cảnh hình dạng người bị kiến chúa vừa hô phá hình kiến chúa đã làm người sáng tạo nó chẳng những không cảm ơn nhân loại còn bệnh trạng chán ghét nhân loại xem thường nhân loại từ tư đồ đối với nó giận mắng đến lặng yên không tiếng động thì chém xuống tư đồ đầu người từ đó còn chà đạp thi thể liền có thể nhìn ra cái này cấp sinh vật chẳng những khát máu tàn khốc còn lãnh huyết chí cực không có một chút tình cảm tồn tại cái này theo thiên nhiên trưởng thành sinh vật có khác nhau rất lớn từ mảng cổ chu cáp đến hải thường cấp ba sinh vật có linh cũng hữu tình có máu có thịt. Mãn Cổ Chu Cáp cảm ơn Trần Nguyễn Quân ân cứu mạng, từ đó mấy chục năm thủ hộ nàng, thẳng đến biết mình khí thể đối nàng cùng với nàng trong bụng trẻ sơ sinh chiếu thành trí mạng thương tổn, mới không được đã sau cùng lựa chọn không chào hỏi rời đi. Hải Thường Nguyên bản liền chuẩn bị chờ Lâm Tương Vũ 18 tuổi thành niên thời điểm thì đoạt xá thân thể của nàng, nhưng hai năm ở chung coi là sinh ra cảm tình, cứ thế mà tại kéo một năm mới động thủ. Thẳng đến cô cảnh đưa nó thu phục nó ấy nấy chủ nhân trước, đến cuối cùng không dám ra đến gặp nhau. Còn có gà lôi vương, từ tô cảnh mẫu thân một lần ngoài ý muốn về sau, nó thì sung làm canh cổng gà, thủ hộ cái nhà này, người thủ hộ mẹ của hắn, mỗi ngày mỗi đêm một tấc cũng không rời. Sợ mẹ của mình tại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Gà lôi vương vì sao lại như vậy quan tâm mẫu thân của tô cảnh, nguyên nhân rất đơn giản, chính là làm gà lôi vương vừa tới đến tô gia, tô mẫu thì một ngày ba bữa dùng gạo nuôi nấng nó. Tư đồ là thành công, thành công của hắn là sáng tạo ra không có gì sánh kịp siêu tà sinh vật, cường đại đủ để đem nhân loại triển ép, nhưng hắn cũng là thất bại, hắn quá nóng lòng cầu thành, dùng máu nuôi phương thức bồi dưỡng một cái sát nhân ác ma đi ra. Hắn không có cho hắn sáng tạo ra sinh vật một cái hoàng mỹ nhân cách, mặc dù cấp 3, mặc dù trí tuệ cùng người chỗ sống vai, nhưng không có người lớn nhất cần phải có thiện ý, hiền lành theo thiện tâm. Nhân loại từ vượng người, người nguyên thủy đến nhân loại hiện đại dạng này từng bước một tiến hóa mà đến, sau cùng trở thành thiên nhiên vạn thú chi vương, thống trị toàn bộ trái đất, dựa vào là chẳng những nhưng là không có gì sánh kịp trí tuệ, còn có một khỏa bao la lòng cảm ơn. Kiến chúa vừa trở thành cấp ba sinh linh, thì thí giết chủ nhân, giết một tay sáng tạo ra chủ nhân của hắn, sinh vật như vậy, là vì thế gian chỗ không cho, tại mạnh cũng sẽ chung quy tự chịu diệt vong đi đến cuối cùng kiến chúa vừa hô phá tô cảnh hình dạng người khôi phục con mũi bản thể tô cảnh phản đến thay đổi càng thêm nhẹ nhõm hình người của hắn hình dáng đối chiến kiến chúa áp lực quá lớn không thể làm đến tùy tâm sở dục nhất là sợ kiến chúa cận thân nhưng con mũi bản thể thì không giống nhau chẳng những không cần sợ trên lục địa theo kiến chúa chính diện cương còn có thể chiếm cứ không trung đến ưu thế trọng yếu nhất chính là con mũi bản thể đi qua không ngừng đẳng cấp đề bạc không ngừng hệ thống cường hóa hắn ba chân hắn cánh, hắn đâm hút khí đều là lợi khí giết người. Kiến chúa kim giáp không gì không phá, nhưng tô cảnh cường độ thân thể cũng tương tự sẽ không kém bao nhiêu, chính diện cương, hắn hiện tại lại có sợ gì. Lúc này, một cm kim ngân sắc con mũi bị kiến chúa khóa chặt lại, chỉ gặp kiến chúa chật chật làm cười, tiếng cười như u linh thúc thiếp, làm người toàn thân run rẩy Chỉ là một cái mịt mù con mũi nhỏ, cũng dám ở ngô hoàng trước mặt mạo xưng đại. Kiến chúa trêu tức nhìn lấy, cười tuê toét hung sát miệng lộ ra một loạt thanh bạch răng nanh tô cảnh con mũi bản thể một cm tại một trăm cm lớp mười một gạo kiến chúa trước mặt là tính toán rất lợi hại nhỏ bé kiến chúa cái kia bể nghệ tư thái triển lộ không bỏ sót hiển ta tiểu đúng không ngươi hiểu chưa con mũi phát ra thanh âm lạnh lùng sau đó quanh thân rực rỡ người người phát ra lộng lẫy đột nhiên cái này lơ lửng giữa không trung con mũi hình thể phát sinh biến hóa hắn tại đã mắc thường tốc độ rõ rệt biến lớn, tăng vọt, theo trứng động, con mũi khí tức đột nhiên tất cao, một cổ khí lãng bạo dũng mà ra, như điên phong chảy ra, từng trận khoái động ra ngoài. Chỉ một thoáng, cuốn lên đầy trời bụi đất tung bay, khí lãng khoái động, giữa thiên địa tràn ngập một cổ túc sát chi ý. Kiến chúa lục sắc quan mang chấp động, kinh ngạc cái này con mũi biến hóa. Có điều chỉ là nửa ngày công phu, liền gặp một cái một cm con mũi tăng vọt đến 10cm, 20 phân, hắn còn đang nhanh chóng biến lớn. Khí tức của hắn như leo núi đồng dạng từng khúc tức cao, khí lãng từng đợt từng đợt tịch hất ra ngoài, một cái không hẳn vậy đang lúc, đã thấy kiến chúa đều bị khí lãng chấn động lui lại một cái nhanh chân, trong đôi mắt đều là kinh ngạc. Lúc này, kim màu bạc con mũi bên ngoài thân bên ngoài quang mang đột nhiên lập lòe lên, tránh người vén đuôi mù. Sau đó ánh sáng biến mất, không trung chính là xuất hiện một cái 40cm kim ngân sắc con mũi, khí tức hào hùng bành trướng, quấy phong vân. Rõ ràng nhất là kim ngân sắc con mũi cái kia thật dài nhọn gai hút khí, như một thanh vô cùng sắc bén kiếm, kiến huyết phong hầu. À! Tô cảnh thật dài nôn một ngụm trọc khí, thật là thoải mái, hắn lúc này cảm giác toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Mỗi lần đẳng cấp đề bạc, tô cảnh con mũi bản thể đều sẽ tăng vọt, nhưng hắn tăng vọt về sau, liền sẽ dùng co lại hình thuốc biến thành một CM. Bởi vì bản thể quá lớn, quá làm người khác chú ý, không tiện ẩn tàng, nhưng theo co lại hình, lực lượng của hắn cũng sẽ nhận một số ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, giờ này khắc này, câu cảnh đã 40cm đối mặt kiến chúa, lòng tự tin của hắn cũng theo hình thể tăng vọt mà tăng vọt. Con mũi, ngô hoàng đến là xem thường ngươi, nhưng ngươi biến lớn thì sao, còn không phải muốn bị ta chém giết. Kiến chúa bể nghệ tư thái hiển thị rõ, tự tin của nó là một thân thực lực cường đại mang đến tư đồ mộ tư kỳ thực có thể đủ tự ngạo bởi vì bực này siêu tà sinh khối sáng tạo ra đến không thể không nói hắn là có bao nhiêu thiên tài nhiều thiên phú dị bẩm đơn phương nói hắn là một vị thành công mà không tầm thường nhà sinh vật học nhưng vĩ đại khoa học gia sở dĩ vĩ đại không phải là bởi vì hắn đến cỡ nào thiên phú dị bẩm không phải là bởi vì hắn đến cỡ nào thiên tài mà là hắn sẽ dùng năng lực của hắn đi vì cái thế giới này làm ra trác tuyệt cống hiến sở dĩ hắn là vĩ đại Tư đồ mộ tư chỉ có thể là không tầm thường khoa học gia, hắn muốn dựa vào thiên kiến trở thành trên thế giới vĩ đại nhất, lớn nhất quan mang bắn ra bốn phía nhà sinh vật học. Hiển nhiên hắn sáng tạo thiên kiến chỉ làm cho nhân loại mang đến tai nạn, mà không phải cống hiến. Tô cảnh lười nhát nói nhảm, thân thể hơi chấn động một chút, màu xanh lam khí diễm lượng lờ quanh thân, điện lưu tiếng vang triệt, từng cái từng cái nhỏ xíu ngân xà tùy theo hiển hiện ra, trong không khí chợt tới chợt lui. Người nào bị người nào chém giết, so tài một chút liền biết. Cô cảnh sát ý bạo dũng mãnh tiến ra, đến, kiến chúa, tiếp ta một chiêu thử một chút. Cô cảnh một tiếng dứt lời, 40cm con mũi bản thể quan mang lập lòe, cái kia thật dài nhọn như lợi kiếm gai hút khí rực rỡ người người, một cổ hàng quan toàn thân lưu chuyển. Kiếm chém. Hắn ngậm từ khẽ nhã, thanh âm như thiên niên hàng băng, chấn động khiến người sợ hãi. Chỉ gặp con mũi cái kia thật dài nhọn gai hút khí quỷ dị đi ra ngoài, như một đạo kiếm quan sáng chói hoành không xuất thế chỉ một thoáng kiếm mang phản phất tinh hà đảo quyển lấy một loại cuồng mảnh vô cùng tư thái hướng phía kiến chúa chém xuống giờ khắc này mênh mông kiếm khí che khuất bầu trời đâm hút khí mang theo cự đại lực lượng kinh khủng theo trùng kích lực chỗ đến mặt đất từng khúc bạo liệt không gian đều muốn vỡ nát tô cảnh từ đẳng cấp liên tục vượt đến 25 cấp con mũi bản thể tăng vọt 40 cm sau đó hắn thì phát hiện mình gai hút khí có thể làm vũ khí một dạng bắn đi ra, mà lại uy lực to lớn vô cùng, hôm nay rốt cục có thể bày ra chính mình cái này đổi mới hoàn toàn sát chiêu. Kiến chúa mặc dù tự phụ ngạo đầy, nhưng lại không tìm đường chết, trong con mắt xanh một đạo kiếm quan đột nhiên bắn mà đến, nó kim giáp quanh thân màu đen khí diễm tăng vọt, làm ra phòng ngự tư thái. Phanh Đây là một cổ vô cùng chói tai kim loại va chạm thanh âm, thật dài nhọn như lợi kiếm gai hút khí nháy mắt liền mang theo to lớn trùng kích lực đâm đến kiến chúa kim giác phía trên. Chợt, kiến chúa nhanh lùi lại, chân trần tại mặt đất vạch ra một đạo thật sâu vết rách, cái này đạo liệt ngân theo kiến chúa không ngừng nhanh lùi lại mà vô hạn kéo dài. Oanh Chỉ gặp kiến chúa toàn bộ thân hình oanh đến sơn động nham thạch trên vách đá dựng đứng, nham thạch trên vách đá đá vụn theo bụi đất trì rào mà rơi. Ách Chuyển hơi thở đang lúc, sơn động nham thạch trong vách núi treo leo phát ra một đạo to khỏe tiếng thở dốc theo thê thảm đau đớn âm thanh thật dài nhọn như lợi kiếm gai hút khí phá kiến chúa kim giáp phòng ngự trọn vẹn đâm vào đi nửa tất có thừa ngang kiến chúa đột nhiên thét dài một tiếng thanh âm mang theo kinh khủng khí lãng cái kia đâm vào nó kim giáp trên gai hút khí trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài tô cảnh ý niệm chuyển động bị đánh bay đâm hút khí toàn thân quang mang lóe lên hưu một tiếng Đột nhiên tránh trở lại con mũi trên thân Kiến chúa Ngươi chắc chắn thất bại Tô cảnh ngạo nghệ lơ lửng giữa không trung Giờ khắc này Hắn bá khí lăng nhiên Giờ khắc này Hắn thì là chiến thần Dưới trời đất phản phất Đã không có cái gì có thể ngăn cản bước tiến của hắn Không có cái gì tại có thể đối địch với hắn Kiến chúa thành cấp 3 Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt Bể nghệ vô cùng Nhưng tô cảnh cũng không phải người lương thiện Hắn từ một cái cực độ nhỏ yếu con mũi từng bước một trưởng thành đến nay, đã sớm xưa đâu bằng nay. Kiến chúa mặc dù cường đại, hắn cũng sẽ đem nó đánh bại, hoàn thành cái này thí luyện nhiệm vụ hai. Con mũi, ngô hoàng hội cắn nát ngươi. Kiến chúa màu đen khí diễn một lần nữa sôi trào lên, chân trần bỗng nhiên phát lực, thân hình đột nhiên nhảy ra, lôi ra từng dãy hư ảnh, thẳng đến tô cảnh mà đi, há thế làm người ta kinh ngạc trung rẩy. Tô cảnh đồng dạng không yếu thế, lôi điện chi lực vận chuyển, Lượng lờ quanh thân dẫn tới trong không khí đều là phích lịch ba la tiếng vang Bang 40cm kim ngân sắt con mũi theo 100cm kiến chúa chính diện xông va vào nhau Chỉ một thoáng, một cổ cường đại khí lãng khoái động ra ngoài Quét sạch bốn phương tám hướng, song phương đều tại không gian bên trong bắn ra kinh tâm động phách uy áp Kim ngân sắt con mũi đụng một cái đến kiến chúa Một cổ lôi điện thì truyền qua, điện kiến chúa chật chật quái khiếu Chỉ gặp kim màu bạc cánh một bên nhẹ nhàng vung lên, hàng quang lăng nhiên, trong không gian tất cả đều là khí bạo thanh âm, phản phất muốn đem con quái vật này một chém làm hai. Kiến chúa kinh khủng hơn, nó có bốn cánh, bốn cánh triển khai, giống như có bốn thanh đao kiếm vung vẩy, không gì không phá, thổi tóc tóc đứt. Thương, thương, Bang! Như kim loại tiếng va chạm tại dãy núi này không ngừng truyền ra, không gian trận trận vỡ nát, sinh ra cảnh tượng vô cùng khủng bố. Cốc dưới chân núi thôn dân sớm đã bị cảnh sát chuyển di, nếu không nhìn thấy cảnh tượng bực này, chắc chắn dọa đến hồn phi phách tán. Song Phương trọn vẹn đối chiến hơn một giờ, chấn động âm thanh mới thoáng đình chỉ, Song Phương đột nhiên sau cùng đối với đụng một cái, xa xa tách ra. Câu cảnh lúc này cảm giác toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh, như thế nào cường lực đối chiến, quá tiêu hao lực lượng, kiến chúa cường đại để hắn một lần nữa kinh ngạc không thôi. Cái kia toàn thân kim giáp, mỗi một cái vị trí đều cứng rắn vô cùng, nếu không phải tô cảnh con mũi bản thể đồng dạng cứng rắn, chỉ sợ lúc này hắn đã tứ phân ngũ liệt. Có điều một phương này đối chiến xuống tới, tô cảnh cũng đủ để tự ngạo, hắn tuy nhiên cầm kiến chúa không có cách nào, nhưng đối phương cũng tương tự không làm gì được hắn. Phải biết tô cảnh bất quá là 25 cấp, mà kiến chúa là 30 cấp, cấp 3 cao đám sinh linh, sự chênh lệch giữa bọn họ vô hạn to lớn. Chênh lệch đẳng cấp lớn như vậy, hắn còn có thể theo kiến chúa đánh cho khó phân trên dưới, khó phân cao thấp, từ góc độ nào đó nói, tô cảnh thắng. Nhưng mấu chốt là tô cảnh nhất định phải đánh bại kiến chúa, hoàn thành thí luyện nhiệm vụ 2, coi như không quan hệ nhiệm vụ, hắn cũng phải đánh bại kiến chúa, tiêu diệt nó, nếu không đã kiến chúa khác máu sát lục tính tình, nhất định phải sẽ rời đi sơn mạch, tiến vào nhân loại thành thị. Đến lúc đó nhân loại lấy cái gì đối phó nó? Con mũi, năng lực của ngươi thật không nhỏ, có điều trò chơi phải kết thúc, ngô hoàng chơi chán. Kiến chúa thanh âm trầm thấp khàn khàn hay là kêu căng kinh người, thậm chí so trước đó càng thêm tự tin. Chơi chán. Cô cảnh nghe vậy liền nhíu mày, trước đó theo chính mình đối chiến đều là theo chính mình chơi. Không, hắn đột nhiên lắc đầu, tuyệt không có khả năng này, tô cảnh đánh có chết cũng không tin, hắn đã dùng toàn phân lực lượng, hắn cho rằng kiến chúa cũng tương tự dùng hết toàn lực. Bất quá, Hiện tại nói lời nói ý tứ rõ ràng là phủ quyết tô cảnh phỏng đoán, trước đó vẹn vẹn theo chính mình chơi, như vậy đầu này quái đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Tô cảnh chỉ mong kiến chúa là đe dọa chính mình, bằng không hắn thật nên tuyệt vọng. Con mũi, hiểu chưa, ngô hoàng lực lượng là vô cùng vô tận. Kiến chúa một tiếng dứt lời, màu đen khí diễm lập tức tăng vọt một trượng có thừa, khí tượng vô cùng đáng sợ, nó trên không tựa như xuất hiện một cái vô tận lỗ đen một dạng. Ngang một tiếng kinh khủng thét dài trực trùng vân tiêu, trời giống như từ từ ngầm hạ bên trong, đêm đen tới. Tô cảnh ngừng thở, cắt cao nhìn chầm chầm khí tức càng phát ra cường đại kiến chúa, một cái ánh mắt xéo qua dưới, quá sợ hãi, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số điểm đen, nhìn thật kỹ, rõ ràng chính là đem thiên kiến gọi trở về. Nó muốn làm cái gì, dùng thiên kiến tới đối phó chính mình. Đây chính là nó nói toàn bộ lực lượng. Muốn đúng như này, tô cảnh liền nên cười, cái kia không khỏi quá ý nghĩ hảo huyền, phổ thông thiên kiến, tại nhiều, hắn cũng không sợ. Nhưng chợt tô cảnh tâm đột nhiên chìm đến đáy cốc, kiến chúa ngưng kết lên nhất đại cổ thiên kiến, toàn bộ sơn mạch, từ xa nhìn lại, trên không chính là một cổ nặng nề mây đen. Còn có bốn phía, toàn bộ đều là đen sẫm điểm điểm, lơ lửng không trung. Tới đi, các con. Kiến chúa kinh thiên vừa hô, trống thiên đều muốn phá. Không gian, không gian đột nhiên chấn động lên, theo kiến chúa kinh thiên vừa hô, bốn phương tám hướng, vô tận thiên kiến hướng phía kiến chúa ngưng kết mà đi, trên không nặng nề mây đen chỉ một thoáng phát tiết mà xuống, như một đầu hắt thác nước, đắp đến phía dưới kiến chúa trên thân soạt soạt soạt. Bá! Cái này mẹ nó là phải biến thân à? Tô cảnh nhìn trợn mắt hốc mồm, ngây ra như phỏng, cái này bức đồ vật muốn hay không khoa trương như vậy, nhìn tô cảnh đều muốn quay đầu liền chạy. Không chơi, chơi mẹ ngươi a, à, Tô Cảnh lúc này tin tưởng kiến chúa nói lời, hiện tại nó mới chính thức bày ra chính mình thực lực khủng bố. Vô số thiên kiến hóa thành khải giáp, đem kiến chúa mỗi một cái vị trí mặt lên, cường hóa, nó 100cm, lớp 11 gạo hình thể tại mắt thường tốc độ rõ rệt rất cao, dạng như vậy tựa như là tôn hầu tử, hô hào kim cô bổng trướng, 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 một dạng. Mịt mờ đang lúc, tô cảnh thậm chí cho rằng là chính mình hình thể thu nhỏ theo kiến chúa hình thể dần dần kéo ra trên lệch cực lớn. Tô Cảnh dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy kiến chúa không ngừng tất cao, biến lớn, độ cao từ 2 mét sinh sinh tăng vọt đến 6 mét. Nhìn Tô Cảnh muốn tự tử đều có, cái kia thật là đắng chắc lại tuyệt vọng. Chiến trận này hệ thống không nên để hắn tới đối phó kiến chúa, nó phải gọi Ultra mừng tới đánh quái thú mới đúng. Chỉ là một cái cấp 3 sinh linh, tiềm lực theo thực lực đã lớn đến loại tình trạng này, muốn là trước kia tô cảnh còn có một chút lòng tin theo kiến chúa nhất chiến cao thấp, như vậy giờ này khắc này, hắn chỉ cần gật gù đắc ý. Nhất là bây giờ kiến chúa phát ra khí tức, để tô cảnh đều cảm giác được áp lực nặng nề. Chết! Lúc này, chỉ nghe cao hơn 6 mét kiến chúa màu đen khí diễm lượng lờ ngang dọc, một tiếng hung rống, hủy thiên diệt địa. Một bộ khí lãng như cùng phong chảy ra, trong đó sát ý sôi trào mãnh liệt, cho đến cách đó không xa lơ lửng 40cm kim ngân sắc con mũi. Tô cảnh đắng chắc vô cùng, ý niệm chuyển động, một cổ lồng ánh sáng đột nhiên phát sinh, ngăn cản khí lãng. Nhưng cổ này khí lãng quá mạnh, cứ thế mà đẩy tô cảnh hướng phía sau lui, hắn căn bản khống chế không thân thể của mình. Vừa 30 cấp kiến chúa, thì mạnh đến trình độ như vậy, nếu để cho nó phát dục, đem thật là hủy thiên diệt địa. Con mũi, Ngô Hoàng nói, sẽ chém giết ngươi kiến chúa tròn vo sóng âm gào thét mà đến, nguyên bản toàn thân kim giáp nó, bây giờ bị vô số thiên kiến ngưng kết, tựa như là một người da đen cự thú, toàn thân trên dưới trừ cặp kia trong mắt màu xanh lục, lấp lóe quang mang, nó làm người như vào hắc ám thâm uyên. Nó một cái đen nhánh vương tay ra, thoáng chốc vô hạn kéo dài, cái đó là vô số thiên kiến ngưng kết, giống như là một cổ to lớn thiên kiến hướng phía tô cảnh chọc tới. Thiên kiến tại tư đồ mộ tư trong tay liền đã biến hóa thất thường, hiện tại trực tiếp khống chế tại kiến chúa trong tay, càng là như cá gặp nước, như tay chân của mình. Cái kia to lớn tay lan tràn mà đến, thiên không cũng vì đó biến sắc, tô cảnh nhìn hải hùng khiếp vía, thân thể nhất động, đã xa xa tránh ra. Nhưng nghĩ lại tô cảnh nhíu mày, cái này to lớn tay như bóng với hình, mặc kệ hắn bay ở đâu, đều sẽ lập tức truy đuổi đi qua. Tới đi! Tô cảnh trong lòng kìm nén ngọn lửa vô danh, toàn thân phát ra lộng lẫy, cũng không chạy, phía sau lưng cánh hàng quan hiển hách, hắc thủ chọc tới, hắn trực tiếp đón vào. Bang! Một đạo kim loại va chạm âm thanh vang lên, chỉ gặp 40cm kim ngân sắc con mũi ngăn trở cái này to lớn hắc thủ. Thanh âm gì, tô cảnh đã cảm giác được một cổ cảm giác đau đớn. Không tốt. Sắc mặt của hắn đột biến, dùng thân thể ngăn trở to lớn hắc thủ, nhưng cái này hắc thủ phản phất có vô số trương phong lợi miệng, đã tại cắn xé thân thể của hắn đáng chết cái kia rõ ràng chính là vô số chỉ thiên kiến đang cắn thân thể của hắn. Cái này to lớn tay, vốn chính là thiên kiến ngưng kết mà thành. Mà lại thiên kiến có thể cắn rơi trên thế giới bất kỳ vật gì, tô cảnh con mũi bản thể tuy nhiên đi qua không ngừng tiến hóa, cứng rắn vô cùng, nhưng cũng chịu đựng không được vô số thiên kiến cắn xé. Lui. Tô cảnh nơi nào còn dám do dự, có điều theo to lớn hắc thủ đụng đụng một cái, liền bị cắn không biết bao nhiêu miệng, vết thương từng đóng. Nếu là tại không theo cái này hắc thủ giữ một khoảng cách, Tô Cảnh đoán chừng đều muốn bị cái này hắc thủ cho nuốt sống. Tô Cảnh vừa sinh lòng thoái ý, hắc thủ năm ngón tay rõ ràng, như ngủ chỉ sơn một dạng trực tiếp đem lơ lửng giữa không trung con mũi bóp trong lòng bàn tay. Áp bách, đè ép, Tô Cảnh lúc này thì cảm giác mình là một cái phổ thông con mũi, bị một người dùng nắm đấm một dạng bóp trong lòng bàn tay, sinh mệnh chớp mắt là qua. Đau nhất Đau nhất đau nhất một của lực lượng cường đại nhẹ nhẹ đè xuống tô cảnh thân thể trí mạng nhất chính là vô số thiên kiến tại cắn xé thân thể của hắn chính là loại kia bóp trong lòng bàn tay cắn để ngươi không có chỗ tránh không có chỗ tránh chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt lúc này thật hỏng bét hiện tại đừng nói đánh bại kiến chúa thì là sinh mệnh của mình đều ăn bữa hôm lo bữa mai con mũi chịu chết đi kiến chúa tràn ngập vết tức giận tại tô cảnh bên tai vang lên cấp ba kiến chúa quá mạnh cho ta điện. Tô Cảnh vận chuyển thể nội còn lại toàn bộ lôi điện chi lực, giúp toàn bộ lực lượng, hắn nhất định phải lập tức lập tức tránh thoát ra kiến chúa quyền đầu bên trong. Nếu không thân thể của hắn liền sẽ bị từng điểm từng điểm ăn mòn rơi. Xoát. Chỉ một thoáng, chỉ gặp cái kia to lớn ngập trời hắc thủ lóe lên chói mắt điện lưu, cả một đầu vô cùng to lớn mà lại lớn lên cánh tay toàn thân lượng lờ lấy điện lưu, từ xa nhìn lại, thật giống như đầu này to lớn trên cánh tay có vô số đầu ngân xà chật tới chật lui cắn xé lôi điện chi lực một thả ra ngoài cái kia vô số cắn xé chính mình thiên kiến đều đình trệ ở tô cảnh nhãn tình sáng lên thành công à đem chính mình bóp tại quyền đầu bên trong lực lượng cũng thư giãn không ít mịt mờ đang lúc hắn cảm giác có thể lao ra con mũi vô dụng ngô hoàng là vô địch kiến chúa thét dài một tiếng trên không mấy cái đám mây bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung chỉ nghe kiến chúa thét dài về sau, nó cao 6 mét thân hình khổng lồ hung hăng chấn động, màu đen khí diễm tăng vọt, cái kia kinh người điện lưu đột nhiên mà tán loạn. Làm sao có thể? tô cảnh tâm đột nhiên rơi xuống, một cổ đè ép chi lực, theo vô số thiên kiến cắn xé lại tiếp tục. Đau đớn, hiện tại thật là vô số con kiến tại trên vết thương của ngươi cắn xé. Băng phong thiên lý. Giọng nói lạnh lùng tại một cái cự đại nắm đấm màu đen bên trong đột nhiên vang vọng xung quanh nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, không khí đều phản phất cổ này đóng băng khí tức cho ngưng kết. Gió thổi qua, hàng phong thấu xương, chỉ gặp cái này to lớn hắc thủ đã mắc thường tốc độ rõ rệt bị một cổ lam băng đóng băng lên, từng ti từng ti từng khúc lan tràn. Phải biết kiến chúa tay kéo dài ra đi bắt tô cảnh, cái kia chiều dài không xuống ngàn mét, lam băng có điều mấy hơi thời gian, liền đem cái này to lớn mà vô hạn lớn lên cánh tay toàn bộ đóng băng lên. Nó bộ dáng giống như chỉ cần phải mượn một chút xíu ngoại lực tại cái cánh tay này trên đánh một chút, cả cánh tay liền sẽ băng liệt. Con mũi, Ngô Hoàng không thể không nói thủ đoạn của ngươi rất lợi hại đáng sợ, nhưng cũng tiếc chung quy là kém một chút. Đóng băng chi lực thuận cánh tay chuẩn bị lan tràn đến kiến chúa thân thể thời điểm, kiến chúa thanh âm lần nữa vang lên. Ngang. Ánh mắt nó lục sắc quan mang chấp động, hung sát miệng nộ hống. Phanh. Phanh. Phanh to lớn mà kéo dài cánh tay trận trận nổ tung lên vô số vụn băng kinh khủng hướng bốn phương tám hướng vẫy ra mà đi chợt một cái tỏa ra màu đen khí diễm to lớn cánh tay lại như mới tin xuất hiện quyền đầu nắm chặt xong tô cảnh rên rỉ một tiếng chính mình mạnh nhất lôi điện chi lực theo đóng băng chi lực toàn bộ mất đi hiệu lực vì có thể xông ra cái này bắt lấy chính mình đáng chết quyền đầu tô cảnh dùng hai đại thuộc tính lực lượng toàn bộ đều là dốc toàn bộ lực lượng bất quá hiện tại thể nội hai đại thuộc tính lực lượng đều rỗng tuyết, mặc dù hắn điên cùng như vậy, y nguyên vô pháp tránh thoát ra cái này đáng sợ quyền đầu bên trong. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta? Chẳng lẽ ta tô cảnh thật muốn chết tại đầu này kiến chúa trong tay à, thân thể của hắn tại từng chút từng chút bị thiên kiến ăn mòn, sau cùng muốn rơi vào chết không toàn thay à, không, là cái xác không hồn. Còn kém một bước, chỉ cần tô cảnh xong thành một loạt thí luyện nhiệm vụ, là hắn có thể lần nữa biến thành người, thành là một cái có máu có thịt người, trở lại chính mình mẹ bên người hiếu thuận nàng, cho nàng dưỡng lão tống chung. Vì cái gì, có điều chỉ là thí luyện nhiệm vụ 2, thì chẳng lẽ loại tình trạng này, tô cảnh lấy vì đẳng cấp của mình liên tục vượt đến 25 cấp, thực lực tăng vọt, mặc kệ đối mặt dạng gì khó khăn, dạng gì sinh vật, đều có thể thông dong ứng đối. Mặc dù cấp 3 sinh linh, hắn lại có sợ gì. Nhưng hết lần này tới lần khác là đầu này hỗn hợp biến dị kiến chúa trở thành cấp 3 sinh linh, thực lực vốn là nghịch thiên, tại tăng thêm những thứ này vô số thiên kiến gia trì, kiến chú mạnh triệt để đánh phá bên trong đất trời thăng bằng. 25 tô cảnh, tại tăng thêm hai đại thuộc tính năng lực, xét cùng băng, đều không làm gì được kiến chúa, như vậy hắn thì hết biện pháp. Không cam tâm A, tô cảnh trong lòng một cổ ngọn lửa vô danh không phát ra được, hắn con mũi bản thể, ba chân, bụng, cánh, đâm hút khí, không một không bị thiên kiến chỗ cắn xé. Thời gian, chỉ cần có chút thời gian, hắn liền sẽ bị những ngày này kiến triệt để ăn mòn rơi. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Tô cảnh giận bên trong vừa hô. Đinh. Thí luyện nhiệm vụ 2, độ khó khăn thăng cấp, đã viễn siêu chủ ký sinh năng lực, phía dưới có hai lựa chọn. Một, hệ thống sẽ trực tiếp trợ giúp chủ ký sinh thoát khỏi nguy hiểm, như vậy thí luyện nhiệm vụ đem trực tiếp tuyên bố thất bại, chủ ký sinh cũng đem triệt để mất đi một lần nữa biến thành người cơ hội lời này vừa nói ra câu cảnh phản phất mất đi khí lực toàn thân cái này không thể nghi ngờ theo giết hắn không hề khác gì nhau tuy nhiên hắn hiện tại có biến hình dược tề nhưng này cuối cùng không phải một con người thực sự chỉ là hào nhoáng bên ngoài nói cho cùng vẫn là một cái hèn mọn con mũi a à. ta muốn nghe xem hạ cái lựa chọn câu cảnh không một tiếng động mở miệng hai chủ ký sinh hội sớm thu hoạch được loại thứ ba thuộc tính năng lực hỏa diễm chi lực nhưng thí luyện nhiệm vụ hệ liệt hội gia tăng một cái hệ thống băng lãnh mở miệng hỏa diễm chi lực tô cảnh con mắt hơi sáng một chút cái này thuộc tính năng lực hắn đã sớm dòng trộm thật lâu trước đó là thí luyện nhiệm vụ hoàn thành hắn mới có thể thu hoạch được hiện tại hệ thống sớm để hắn thu hoạch được loại năng lực này đại giới chính là nhiều gia tăng một cái thí luyện nhiệm vụ cái này giống như đối với tô cảnh là có lợi không phải liền là nhiều gia tăng một cái thí luyện nhiệm vụ à nếu là nhiệm vụ này thất bại, tiếp xuống tại nhiều thí luyện nhiệm vụ, đều cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Nhưng vấn đề là kiến chúa liên phá hắn xếp cùng băng, hai hạng thuộc tính năng lực. Hệ thống ở thời điểm này để hắn thu hoạch được hỏa diễm chi lực, chẳng lẽ kiến chúa sợ lửa? Tô cảnh nhất cử phản ba, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Mặc kệ hỏa diễm chi lực đối với kiến chúa có hiệu quả hay không, tô cảnh đều phải đánh cực một keo, thí luyện nhiệm vụ tuyệt đối không thể thất bại mà lại kiến chúa nếu là hắn đối phó không, như vậy trên đời này thì không người có thể đối phó, cái thế giới này tai nạn thì tránh thức muốn tới tới. Hệ thống, ta lựa chọn loại thứ hai. Câu cảnh đang nghe truyện trên TV audio CV chắc chắn trả lời. Hệ thống nói, chủ ký sinh lựa chọn loại thứ hai, như vậy nếu là thu hoạch được hỏa diễm chi lực, còn tiêu diệt không đầu này kiến chúa, hệ thống cũng sẽ không ra tay trợ giúp chủ ký sinh thoát khỏi nguy hiểm, sinh tử từ mệnh. Cái gì? Tô cảnh kinh ngạc dưới, chơi lớn như vậy a, à, như vậy tuyệt, nói cách khác Tô cảnh nếu là sử dụng hỏa diễm chi lực, mặc nhiên vô pháp tránh thoát kiến chúa tay, hệ thống cũng không xuất thủ, như vậy hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Loại thứ nhất lựa chọn là Tô cảnh có thể nhưng đi, mặc kệ đầu này thực lực ngập trời kiến chúa, chỉ là thí luyện nhiệm vụ thất bại, hắn cũng đem từ đó mất đi biến thành chân chính người cơ hội, nhưng hắn có thể sống sót. Loại thứ hai chính là cược, cực hỏa diễm chi lực uy lực cực có thể tiêu diệt hết kiến chúa thất bại nữa như vậy hắn đem bị kiến chúa giết chết ta lựa chọn loại thứ hai tô cảnh lần nữa phát ra tiếng trong mắt một vòng kiên định hiện lên cực đi nhân sinh vốn chính là một trận đánh cược cực thắng hắn thì lên như diều gặp gió cực thua hắn thì hóa thành hư vô hệ thống tuy nhiên cho tô cảnh hai lựa chọn nhưng kỳ thật hắn cũng chỉ có một lựa chọn vô luận bản thân lợi ích hay là tự thân ý thức trách nhiệm tô cảnh đều chỉ có thể lựa chọn loại thứ hai kiến chúa tất diệt nếu không xã hội loài người đem sẽ tao ngộ hủy thiên diệt địa tai nạn hắn vô pháp tưởng tượng làm kiến chúa mang theo thiên kiến quét sạch nhân loại thành thị hình ảnh nghĩ cũng không dám nghĩ cái kia thật đáng sợ tô cảnh mặc dù bây giờ là con mũi bản thể nhưng hắn không có quên vốn nên hắn là người cũng có nhân loại linh hồn điểm ấy cải biến không đinh thành công giao phó chủ ký sinh hỏa diễm chi lực Hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại tô cảnh trong đầu, chỉ một thoáng, tô cảnh giống như có cảm giác lên, trong mắt của hắn một đám lửa cháy hừng hực lên. Đúng, chính là loại cảm giác này. Tô cảnh một tiếng phấn khởi gọi, một loại vô địch cảm giác tự nhiên sinh ra. Trễ trùng trong lúc, toàn bộ không gian thay đổi yên tĩnh không một tiếng động, thiên không tựa hồ muốn đổ sụp đổ xuống, một cổ chích nhiệt cảm giác xâm nhập toàn bộ sơn mạch, thiên địa làm thất sắc, trời chiều tựa hồ sớm tiến đến, lập tức nhuộm đỏ trời đốt cháy. Nửa ngày về sau, giọng nói lạnh lùng ở cái này to lớn mà kéo dài cự quả đấm to bên trong vang dội tới. Quanh. Lời nói vừa dứt, chỉ gặp một cổ chích nhiệt ngọn lửa từ cự quả đấm to trong lòng bàn tay xông tới, nó voi thiết xà một dạng quay quanh thành từng vòng từng vòng, hết bệnh bằng hết bệnh cao, đem trọn cái cự đại quyền đầu đều bao vây lại. Trên không trời đỏ càng quá phận, giữa thiên địa tràn ngập một cổ chích nhiệt khí tức, không khí bị nấu sôi trào lên, hóa thành từng sợi khói trắng. Từng. Kiến chúa trong mắt màu xanh lục đột nhiên lóe lên, cảm giác được cổ quái, chợt một cổ vô cùng cảm giác đau đớn truyền vang tới. Làm sao có thể? Câu nói này xuất từ kiến chúa miệng, mặc dù mạnh như nó, lúc này cũng không thể không phát ra vô cùng sợ hãi than thanh âm. Đem 40cm kim ngân sắc con mũi bóc tại trong lòng bàn tay cự quả đấm to thoát ra một cổ ngọn lửa rống, đột nhiên mà cái này cái cự đại quyền đầu hóa thành từng sợi lưu sa, ào 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 từ không trung tản mát. Toàn bộ hình ảnh làm người kinh động như gặp thiên nhân, cơ hồ là một ý niệm, một cái vô cùng to lớn quyền đầu liền không có, chỉ còn lại có một đầu thật dài cánh tay nằm lê lết không trung. Mà đáng sợ nhất chính là cổ này xông tới ngọn lửa còn thuận cánh tay đốt cháy, vô số thiên kiến hóa thành lưu sa chảy nhỏ giọt mà rơi. Kiến chúa từ trước đến nay bể nghệ vô cùng, nhưng nhìn lấy cánh tay của mình từng tấc từng tấc co lại đoạn, loại kia đau rát đau nhất, dù cho là nó đều thụ không. Kiến chúa đến cũng dứt khoát, trực tiếp cắt đứt một đoạn cánh tay, tuy nói là một đoạn, nhưng này chiều dài từ không trung rơi xuống đốt cháy, phản phất như là một đầu rắn đen bị lửa thống khổ đốt, cho đến sau cùng hóa thành tro tàn. Kiến chúa nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên phát sinh chuyển biến, cái này một cổ đột nhiên thoát ra ngọn lửa để nó như bị thương nặng lúc này ở nhìn không trung lơ lửng kim ngân sắc con mũi trực trở ngời ngời quang mang lóe lóe không khí phản phất là thụ không quanh thân nóng trực nhiệt độ kêu gọi đến gió núi gió núi từ kim ngân sắc con mũi bên người thổi cuốn đi một đợt nóng trực. nhưng chuyện quỷ dị phát sinh 40 cm kim ngân sắc con mũi cũng theo đó không thấy không trung chính là xuất hiện một vị thanh tú thiếu niên hắn mặt mũi thanh tú môi hồng răng trắng đen nhánh sáng ngời đôi mắt hiện ra lãnh đạm không gợn sóng ánh mắt Giống như là xa nhìn phương xa một dạng. Cũng may dãy núi này đã không một người tồn tại, nếu không một thiếu niên cứ như vậy đoan đoan chính chính lơ lửng giữa không trung, quả thực quá vì chấn động kinh người nhãn cầu. Loại này hình ảnh có lẽ chỉ có thể ở mọi người truyền hình tiên hiệp kịch bên trong mới có thể xuất hiện, nhưng giờ này khắc này tại hiện thực này bên trong cũng thật sự rõ ràng xuất hiện. Thanh tú thiếu niên lơ lửng không trung, ánh mắt khóa chặt lại nơi xa trước sơn động phương một đầu cao 6 mét quái vật hắn hồn nhiên không sợ, đen nhánh đôi mắt hóa thành một đám lửa, ngậm từ khẽ nhã, kiến chúa, giác ngộ đi, vừa rồi ngươi không giết chết được ta, như vậy hiện tại liền muốn ta giết chết ngươi. Thiếu niên thanh âm không lớn, lại một từ không bỏ sót mang theo bá khí truyền đến kiến chúa trong tai. Đáng chết con mũi, coi là một lần nữa biến thành người bộ dáng, thì có thể đánh bại ngô hoàng à, ta sẽ đem ngươi đánh về nguyên hình, sau cùng đưa ngươi nghiền xương thành cho. Kiến chúa màu đen ký diễm đào đào giang hải, thanh âm lộ ra nồng đậm sát khí, nếu như xung quanh có những sinh vật khác, tất nhiên trong nháy mắt tử vong. Có đúng không? Thanh tú thiếu niên ngâm ngâm cười yếu ớt, theo nét mặt tươi cười triển khai, hắn toàn thân tuôn ra một cổ đỏ thẩm ngọn lửa, đỏ thẩm ngọn lửa hừng hực lượng lờ toàn thân của hắn, phản phất thiếu niên là đặt mình vào tại trong biển lửa. Trong không khí trận trận tiếng oanh minh truyền ra, kiến chúa nhìn thấy bực này hình ảnh, trong mắt màu xanh lục hiện lên kinh ngạc, cực độ kinh ngạc theo kinh ngạc biến mất, hóa thành kiên kỵ. Nó có lẽ không quá e ngại lôi điện, không quá e ngại băng, nhưng là lửa, lại làm cho nó như dẫm trên băng mỏng, không dám nhẹ nhõm đụng vào. Lửa đại biểu cho hủy diệt, đại biểu cho tử vong, nó có thể nấu hết tất cả sự vật, nó là giết người lợi khí, so đao kiếm càng thêm đáng sợ. Lúc này tô cảnh như lửa thần hàng lâm, trắng nõn duỗi tay ra, hơi thành trảo, chính là một cổ lửa cháy hừng hực từ trong lòng bàn tay dùng đến, lên như diều gặp gió, nóng trực vô cùng. Khá lắm hỏa diễm chi lực, quá bá khí. Tô cảnh có thể cảm nhận được kiến chúa một số rất nhỏ biến hóa, nó sợ lửa, mà lại ông trời của nó kiến càng thêm sợ lửa. Không phải vậy hỏa diễm chi lực vừa ra, vô số thiên kiến cũng không có khả năng trực tiếp hóa thành lưu sa. Tô cảnh thành công, hắn hiện tại lòng tự tin cũng trở về đến, dụng ý biết lực nâng thân thể của mình lơ lửng giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, lẫm nhiên như thần linh hắn trắng nõn trong lòng bàn tay ngọn lửa hình thành một cái hỏa cầu càng cháy càng mãnh liệt nhẹ nhàng khẽ huy động cái này nóng trực hỏa cầu phản phất giống như nổi điên hướng phía cao 6 mét kiến chúa không chút kiên kỵ thôn phệ mà đi chỗ đến không khí trận trận sôi trào con mũi ngô hoàng là vô địch kiến chúa hung sát gào thét một tiếng một cái cự đại hắc cầu tự nhiên sinh ra hướng phía phóng tới hỏa cầu va đập tới trong không khí từng đợt bạo hưởng thanh âm truyền ra Quanh. Hỏa cầu theo hắc cầu đụng vào nhau đi, tự hồ tại lẫn nhau làm hao mòn, từng cổ từng cổ lưu xa từ không trung tản mát, hắc cầu liền càng ngày càng nhỏ, bị hỏa cầu đốt cháy. Kiến chúa, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thiên không truyền đến một đạo vô cùng bá tức giận, hỏa cầu giống như thu đến khích lệ, lập tức liền đem cả cái cự đại hắc cầu thiêu đốt hầu như không còn, sau cùng bắn tới kiến chúa trên không, hóa thành từng tia từng tia hỏa vũ, mưa như trút nước xuống. Con mũi vô dụng, bực này tiểu hỏa cũng nghĩ thương ngô hoàng sao. Kiến chúa màu đen khí diễm đào đào, cái kia hỏa vũ tại đỉnh đầu của nó rơi xuống, tự nhiên đều biến mất không thấy gì nữa, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Lơ lửng không trung tô cảnh nhìn thấy, không khỏi mỉm cười, không thèm để ý chút nào, có điều chơi đùa thôi, hảo hí còn ở phía sau. Tô cảnh hơi câu khóe môi, ngâm khẽ cười yếu ớt, con mắt hồn nhiên nhíu lại, toàn bộ thân hình hướng về phía trước ngửa. Hai tay thành trưởng, bài sơn đảo hải hướng phía trước sơn động kiến chúa hung hăng đẩy. Rồng lửa. Hắn cầm lên giận dữ, thanh âm như ngày mùa hè nhiệt tình, đáy mắt ngọn lửa hừng hực sôi trào. Xoát. Câu cảnh cái này đẩy, đem toàn thân ngọn lửa đều đẩy đi ra, lượng lờ quanh thân ngọn lửa trong khoảnh khắc thoát ly thân thể. Ngọn lửa phản phất có sinh mệnh, cũng có tri giác, chỉ một thoáng hóa thành một đầu cuồng cuồng thiêu đốt rồng lửa, dương nanh múa vuốt hướng phía kiến chúa thôn vệ mà đi từng kiến chúa nhìn đến như thế cảnh tượng vô cùng kinh ngạc trồng lửa chưa tới một cổ chích nhiệt khí lãng đã đập vào mặt trên người của nó chỉ có đang lúc thì rơi nhất tầng nước sơn đen cái kia ít nhất là mấy ngàn con thiên kiến trực tiếp bị bỏng chết đáng chết con mũi ngô hoàng há có thể thua ngươi kiến chúa dương thiên gào thét phản phất là thu đến trí mạng kích thích trong mắt màu xanh lục quang mang lóe lên thực chất hóa hướng phía cùng cuộn cuốn tới rắn lửa vọt tới một đạo lục mang lục quang một bắn tới rồng lửa trên thân, trực tiếp hóa thành hư vô. Hừ, tới đi. Kiến chúa một cánh tay dâng lên, toàn thân mỗi cái vị trí giáp đen bơi động, cái đó là vô số thiên kiến đại diện tích vọt tới cánh tay kia trên, cánh tay đột nhiên tăng vọt, che khuất bầu trời, nhưng kiến chúa 6 mét thân thể lại biến thành 4 mét. Hắc Long Kiến chúa không cam lòng yếu thế, vô cùng ngập trời cánh tay tráng kiện hướng phía cùng cuộn quét sạch rồng lửa chọc tới, một trảo này, năm ngón tay hóa thành một cái lông đầu nghiêm chỉnh đây là hắc long cùng rồng lửa va chạm không gian phát ra tập trung bạo hưởng đây là một cổ vô cùng đáng sợ hình ảnh trên không nhất thời mây đen dày đặc toàn bộ thiên đô ảm đạm không ít quanh đụng vào không gian động đất đồng dạng chấn động tia lửa tung tóe vô số lưu sa mưa rào tầm tã rơi xuống nơi xa lơ lửng ở giữa không trung tô cảnh hít sâu một hơi đến chánh thức quyết định sinh tử một khắc này hắn áo cùng phát đều tung bay giật giật, không châm không buộc, hơi phất phơ, lộ ra lơ lửng giữa trời thân ảnh, thật giống như thần minh hàng thế. Trên da thịt của hắn ẩn ẩn có sáng bóng lưu động, trong mắt chớp động lên không thành công thì thành nhân dị dạng quan mang. Kiến chúa, trận chiến cuối cùng đi, nhìn xem chúng ta đến cùng là ai chết ai sống. Thanh âm của hắn trực trùng vân tiêu, mang theo vô cùng cứng cỏi theo không nhổ. Đáng chết con mũi, lời này đang cùng ngô hoàng chi ý, chịu chết đi. Kiến chúa thanh âm khàn khàn như ma quỷ, cao 4 mét thân thể hung hăng một chặt mặt đất, như tên lửa đột nhiên bắn đi lên, cho đến theo tô cảnh cùng một cái độ cao. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hắc ám xâm thực. Kiến chúa gầm lên giận dữ, nó cái kia một mặt trời ầm ầm tối xuống, toàn thân giáp đen phân giải, hóa thành vô số điểm đen, che khuất bầu trời bao phủ lên khoảng không, hình thành một cái cảnh tượng vô cùng đáng sợ cái kia chính là một cái vô tận lỗ đen, kiến chú mang theo lỗ đen ăn mòn hướng phía xa xa thanh tú nam tử quét sạch mà đi. Tô cảnh trong mắt xuất hiện cảnh tượng đáng sợ, nhưng hắn thần sắc tự nhiên, giờ khắc này trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh, rất nhiều người cùng sự tình đều như xe cáp treo tại trong đầu của hắn hiển hiện một lần, hắn không khỏi cười một tiếng, hắn có quá nhiều không muốn, cũng có quá nhiều đồ vật phải bảo vệ. Hắn không thể thua, thua chính là bại, tàn bại, bại liền một cái hèn mọn con mũi đều làm không. Câu cảnh lúc này trong mắt xuất hiện vô cùng vẻ điên cuồng, quanh thân ngọn lửa như núi lửa bạo phát một dạng phun ra ngoài, hắn thần kinh loạn vạch rõ ngọn ngành nổi giận gầm lên một tiếng. Viêm đế Quanh Phía trước không gian tuyệt nhiên rung rẩy lên, chỉ gặp một cái biển lửa đầy trời chảy ngang, điên cuồng sóng lửa một cái tiếp theo một cái. Dương nanh múa vuốt phản phất muốn đem phía trước thiên không nuốt vào, từng mảnh nhỏ đều đốt thành biển lửa. Biển lửa phía trước là một mảnh mảnh này che khuất bầu trời vô tận lỗ đen, cái đó là kiến chúa công kích. Một bên hồng diễm xích hỏa, một bên vô tận lỗ đen quét sạch, cái này phản phất là hai bên trời va chạm, sinh ra cảnh tượng đã vượt qua nhân loại báo trước phương vị. Trời ạ, à, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Lúc này chân núi đứng đấy rất nhiều người, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là ăn mặc quân phục binh sĩ, chỉ là những binh lính này dáng vẻ hết sức chật vật, giống như là từ trở về từ cõi chết đi ra giống như. Bọn họ chính là một doanh nhân mã theo Khải Lệ cùng Mã Thụy, tại Hải Thường theo Hoàng Kim Đồng bảo vệ dưới, bọn họ thành công chạy ra thiên kiến truy sát. Thiên kiến sau cùng như ông vỡ tổ rút lui biến mất không thấy gì nữa, bọn họ cũng buông lỏng một hơi, mới mới vừa ở chân núi nghỉ ngơi không đến một lát, phía trên dãy núi tiếng vang thì để bọn hắn như lâm thâm uyên. Giờ khắc này càng thêm chỉ sợ toàn bộ sơn mạch trên không cảnh tượng có thể đem người trực tiếp dọa ngất đi. Thiên không tự hồ muốn đổ sụp đổ xuống, một cổ ngạc thở cảm giác xâm nhập toàn bộ sơn mạch, tất cả mọi người chống đỡ ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đỉnh đầu cái kia đáng sợ vô cùng cảnh tượng ngây ra như phỏng, nhìn mà phát khiếp. Mũi thần đại nhân, cố lên, ngài nhất định phải đánh bại kiến chúa, chứng cứu nhân loại. Khải lệ trong lòng A quát lên, có lẽ bên cạnh rất nhiều binh lính đều là hỗn hỗn độn độn, không hiểu rất lợi hại chân tướng sự tình, nhưng nàng quá rõ ràng, trên không đáng sợ cảnh tượng nhất định là mũi thần theo kiến chúa chiến đấu. Một bên trời đỏ đều muốn tích huyết giống như, một bên trời tối thành thâm nguyên địa ngục, thật đáng sợ, tất cả mọi người cổ họng đều phát khô, mồ hôi lạnh từ sau gánh chảy ròng ròng mà rơi. Hai bên trời rốt cục va vào nhau đi, một cổ hủy thiên diệt địa dư âm giống như nổi điên bốn phương tám hướng khuấy động ra ngoài, toàn bộ sơn mạch ầm vang chấn động, giống như là thập bát cấp động đất chấn động để người tuyệt vọng, làm người như xong việc này. Cẩn thận, đều nằm xuống. Chân núi, không biết là ai kêu đi ra, tất cả mọi người cơ hồ là xuất phát từ thân thể phản xạ có điều kiện nằm sấp tới mặt đất, toàn thân rung lẫy bẫy. Thật lâu về sau, trên không trời, mới chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, bác Vân gặp sương mù biến thành một cái đầm thanh tịnh gần như thấy đáy trời xanh, không có như lửa cảnh tượng, không có màn đêm ăn mòn, Nơi xa mấy cái đóa mây trắng phản phất mang theo sợ hãi không dám tới gần, nhưng lại chậm rãi bơi lại. Giống như là đang thử thăm dò cái gì một dạng. Lúc này một mảnh trên sườn núi, chính là xuất hiện một vị thanh tú thiếu niên, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, phản phất đứng trên mặt đất đều là chuyện vô cùng khó khăn. Lúc này phía trên đỉnh đầu hắn một màn màu đen rơi xuống, rất nhỏ, không biết là vật gì. Thiếu niên ngẩng đầu ngưng liếc mắt một cái, con mắt lóe lên tinh quang duỗi ra trắng nõn tay, chỉ gặp cái kia xấu hổ điểm lân lân phiêu lạc đến thiếu niên trong lòng bàn tay. Thẳng đến điểm đen rơi xuống thiếu niên lòng bàn tay, nó mới lộ ra lưu sơn chân diện mục. Nếu là một con kiến nhỏ, con kiến đại khái 15 không có mét khoảng chừng, đến so với bình thường con kiến phải lớn hơn rất nhiều, mặt khác cái này con kiến lớn lên cũng vô cùng đặc biệt, nó toàn thân màu vàng hộ thể. Phía sau còn một cặp không quá thu hút vũ dực. A. À, làm cho người giảm lớn con mắt chính là... Con kiến này vũ dực còn không phải một đôi, mà là hai đôi. Nếu là khoa học gia nhìn thấy loại này lớn lên giống kỳ lạ con kiến, nhất định sẽ hưng phấn cầm lấy đi nghiên cứu xét nghiệm. Kiến chúa, ngươi hay là bại? Thanh Tú thiếu niên ánh mắt nhìn trong lòng bàn tay màu vàng con kiến tự lẫm bẩm, trong mắt có loại không nói ra được vui sướng. Trong lòng bàn tay màu vàng con kiến phản phất nghe được thiếu năm, hơi co giật động mấy lần, một bộ bản thân bị trọng thương dáng vẻ, tùy thời đều phải chết đi kiến chúa đã còn chưa có chết. Tô cảnh đôi mắt lấp lóe một chút, ánh mắt một mực gắt gao lạc ấn tại trong lòng bàn tay màu vàng con kiến trên, tiểu tâm tư không khỏi động. Thí luyện nhiệm vụ 2, cùng kiến tai ương, hệ thống là để tô cảnh tiêu diệt hết thiên kiến, đến không phải nói không thể thu phục, mà là có kiến chúa tại, phổ thông thiên kiến căn bản thu phục không. Ý thức uy áp vừa ra, thiên kiến thì nguyên địa nổ tung, cái này khiến tô cảnh rất bất đắc dĩ, Trước đó Tô Cảnh thậm chí lên trực tiếp thu phục kiến chúa trái tim. Bởi vì kiến chúa vừa thu lại phục, như vậy vô số thiên kiến thì đều là hắn. Nhưng nhìn thấy kiến chúa về sau, Tô Cảnh loại này hoang đường vô lý ý nghĩ liền trực tiếp tan thành mây khói, bởi vì kiến chúa cường đại xa xa so với hắn mong muốn mạnh quá nhiều. Nói là cấp 3 sinh linh, nhưng cũng sẽ không so cấp 4 kém bao nhiêu. Sở dĩ chiến đấu phía sau, Tô Cảnh chỉ muốn tiêu diệt hết kiến chúa, còn trời kế tiếp Thái Bình Hắn có thể rất rõ ràng mà nói, không có hỏa diễm chi lực, hai cái Tô cảnh đều không phải là đối thủ của kiến chúa. Hỏa diễm chi lực, mặc kệ nhìn trời kiến hay là kiến chúa đều có vượt quá tưởng tượng khắc chế, chỗ lấy một kích cuối cùng, Tô cảnh liều thắng. Kiến chúa mặc dù không có chết, nhưng lại bị đánh về nguyên hình, thành làm một con kiến nhỏ. Lúc này màu vàng kiến chúa 15 ly, hẳn là lúc đầu tư đồ mộ tư sáng tạo ra nó hình thái. Trong lòng bàn tay nhỏ yếu kiến chúa hấp hối, có thể nói là kéo dài hơi tàn không thể không nói loại sinh vật này sinh mệnh lực quá cường đại bị như thế ngọn lửa đốt cháy còn có thể sống lên quả thực chính là một cái kỳ tích không sống qua xuống tới cũng tốt kiến chúa hiện tại cực độ yếu ớt chính là tô cảnh thu phục hắn thời điểm tốt nếu là hiện tại kiến chúa hắn vẫn không thể thu phục như vậy thiên kiến loại sinh vật này thì nhất định từ tại thế gian này trên biến mất tô cảnh không có khả năng bỏ mặc loại này biến thái sinh vật còn sống tất nhiên sẽ giết chết, làm nhưng cái này giết tự nhiên là hắn không có cách nào thu phục điều kiện tiên quyết. Nếu là có biện pháp thu phục, nói thật, tô cảnh thật không bỏ được giết, thiên kiến loại sinh vật này tuyệt đối là cái bảo, đại bảo bối. Dùng tốt, sánh được thiên quân vạn mã, dùng không tốt, chính là tự thương hại đã thân thể, tư đồ mộ tư chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Bất quá, tô cảnh ưu thế là hắn có thần cấp hệ thống, sở dĩ hắn cũng không e ngại thiên kiến phản vệ. Lúc này, tô cảnh trong mắt hơi hiếp, một cổ ý thức lực bao phủ tại lòng bàn tay màu vàng kiến chúa trên thân, chỉ gặp màu vàng kiến chúa lặng lẽ lơ lửng, cho đến lơ lửng đến tô cảnh cái cầm vị trí. Bỗng nhiên, tô cảnh có chút khẩn trương lên, hắn sợ thất bại, nếu là thu phục thất bại, như vậy hắn cũng chỉ có thể đau lòng đem thiên kiến loại sinh vật này từ trên cái thế giới này xóa bỏ rơi. Cho ta thu. Tô cảnh ý niệm chuyển động, Ý thức uy áp phóng thích đến 15 ly màu vàng kiến chúa trên thân. Bình. Chỉ gặp lơ lửng tại Tô cảnh trước mắt màu vàng kiến chúa chợt biến mất không thấy gì nữa. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thu phục 30 cấp hỗn hợp biến dị kiến chúa. Hệ thống thanh âm tùy theo xuất hiện tại Tô cảnh trong đầu, thanh âm một tiếng, Tô cảnh cả người đều mông vòng. Thu phục. Thành công. Thì đơn giản như vậy liền đem kiến chúa cho thu phục à? tôi Cẩn có chút khó có thể tin, cảm giác thật giống như tùy ý mua một trương sổ số, căn bản liền không có muốn chính mình có thể trúng phần thưởng, nhưng lại vẫn cứ bên trong. Một niềm hạnh phúc cảm giác tự nhiên sinh ra. Vì nghiệm chứng tính chân thực, Tô Cảnh cố ý xem xét hệ thống sinh vật giới mặt, Phát hiện màu vàng kiến chúa an tĩnh đợi Tại một cái sinh vật ngăn chứa bên trong Ha 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 Tô cảnh bạo vui Không nhịn được bật cười Đây quả thực là bánh từ trên trời rất xuống A Kiến chúa bị chính mình thu phục, khống chế, trong tay của hắn nhiều nhất đại lợi khí, một đại thủ đoạn. Một đầu kiến chúa thì cường đại hủy thiên diệt địa, mà lại kiến chúa còn có thể liên tục không ngừng sinh sôi ra thiên kiến đi ra, che khuất bầu trời. Kiếm lời, thật sự là kiếm bộn phát. Tuy nhiên kiến chúa bây giờ bị đánh về nguyên hình, nhưng cái này cũng không có quan hệ gì, đã tô cảnh thủ đoạn, rất nhanh liền làm cho kiến chúa khôi phục đỉnh phong thực lực lần này làm sao lại đơn giản như vậy đem kiến chúa cho thu phục a à, tô cảnh trong lòng còn có một chút nghi hoặc nhưng xoáy tưởng niệm muốn cũng liền tiêu tan kiến chúa mặc dù mạnh nhưng dù sao cũng là bị chính mình đánh về nguyên hình mà lại hấp hối bất kỳ sinh vật đoán chừng đều có thể nhẹ nhõm muốn tính mạng của nó như thế yếu ớt kiến chúa bị ý thức của mình uy áp khóa chặt thu phục cũng liền hợp tình hợp lý nó không có khả năng chống đỡ được chính mình ý thức uy áp xâm lấn chỉ bất quá tô cảnh trước đó quá khẩn trương, vào trước là chủ coi là cảm thấy căn bản không đùa, hiện đang thoải mái thu phục ngược lại trong lòng không chắc lên. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành thí luyện nhiệm vụ 2, cùng kiến tai ương, nửa giờ sau, sắp mở ra thí luyện nhiệm vụ 3. Ta đi, lại là nửa giờ a, muốn hay không như vậy thời gian đang gấp a. Đối phó kiến chúa, thực sự để tô cảnh thể xác tinh thần mỏi mệt, muốn nếu có thể, hắn thật nghỉ ngủ trên 3 ngày 3 đêm. Ngay tại tô cảnh muốn kháng nghị thời điểm, hệ thống thanh âm lần nữa xuất hiện. Đinh Chúc mừng chủ ký sinh đẳng cấp thành công tăng lên tới 26 cấp. Đinh Chúc mừng chủ ký sinh đẳng cấp thành công tăng lên tới 27 cấp. Lại liên tục vượt. Tô cảnh con mắt sáng lên, bất quá lần này hai âm thanh về sau, liền không có, chỉ là nhảy hai cấp bậc. Nhưng tô cảnh cần phải thỏa mãn, đẳng cấp càng cao, đề bạc càng khó, huống hồ hiện tại mỗi lần tăng lên một cấp, thực lực của hắn đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hệ thống thanh âm biến mất không thấy gì nữa, một đạo bạch quang phóng lên tận trời bao phủ lại tô cảnh. Chỉ một thoáng, tô cảnh trực tiếp từ một cái thanh tú thiếu niên, biến thành một cái 40cm kim màu bạc con mũi. Chỉ gặp hắn bạch quang gia thân, một cổ không có gì sánh kịp lực lượng một mạch quán thâu đến tô cảnh trong thân thể. Thật là thoải mái, thật thoải mái. Câu cảnh không nhịn được Hô kêu đi ra, hắn con mũi bản thể theo của lực lượng này quán thâu, một lần nữa tăng vọt, lần này tăng vọt tốc độ rất nhanh, trực tiếp đột phá đến 50cm, mà lại tại kim quang diệu lế bên trong, lần nữa tăng vọt đến 60cm. Một cổ vô cùng đáng sợ khí tức vô thiên cái địa tịch hất ra ngoài, ánh sáng cổ khí tức này đều có thể khiến vạn vật ẩn núp lên, trung lẫy bẫy. Lúc này thị giác kéo đến chân núi, Khải lệ Mã Thụy theo bọn này trở về từ cõi chết đám binh sĩ một mực ngước nhìn đầu, nhìn lấy phía trên dãy núi động tĩnh. Yên tĩnh, nguyên bản chấn động vô cùng núi, lúc này vãn phất lập tức rơi vào trạng thái ngủ say, giống như một cái yên tĩnh nhu thuận trẻ sơ sinh, trận trận gió núi không biết từ đâu từ thổi tới, mang theo một cổ tươi mát mùi vị, phản phất là từ lấy được tân sinh. Khải lệ theo Mã Thụy lẫn nhau ánh mắt đối đầu một chút, đều có lời nói muốn nói, nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng đến cùng là mũi thần chiến thắng đáng sợ kiến chúa hay là kiến chúa giết chết mũi thần nếu là cái trước như vậy tự nhiên vui mừng hớn hở nếu là cái sau như vậy thì thật đáng sợ hai người bọn họ đều có chút không dám suy nghĩ kiến chúa theo thiên kiến đáng sợ còn rõ mồn một trước mắt một cấm nhớ tới cũng làm người ta toàn thân run rẩy kiến chúa đã diệt thiên hạ thái bình đều trở về đi lúc này khải lệ theo mã thụy bên tai liền nhớ tới giọng nói lạnh lùng thanh âm vừa ra hai người bọn họ toàn thân chấn động, đầu bốn phía chuyển động, muốn nhìn một chút thanh âm xuất xứ. Đáng tiếc bọn họ thất vọng, trong đầu kim ngân sắc con mũi cũng chưa từng xuất hiện, phản phất vừa rồi bên tai một bên thanh âm vẹn vẹn ảo giác của bọn hắn. Ta muốn rời khỏi, nhận biết chính là hữu duyên, đưa các ngươi hai cái một cái tiểu lễ vật đi. Tai của bọn hắn bờ bên trong vang lên lần nữa thanh âm thần bí, chật, khải lệ theo mã thụy trước mắt đều ra hiện một cái đặc biệt con mũi, Mã Thụy trước mắt là một cái toàn thân màu tím, quanh thân lượng lờ lấy một cổ rất nhỏ điện lưu con mũi, làm người không khỏi bị hấp dẫn. Mà Khải Lệ trước mắt hiển hiện lại là một cái toàn thân màu xanh lam băng lãnh con mũi, xinh đẹp cực, thì theo anim bên trong bay ra đến một dạng. Hai loại con mũi thì tặng cho các ngươi làm kỷ niệm đi, tạm biệt. Làm Khải Lệ theo Mã Thụy đều bị trước mắt xuất hiện con mũi hấp dẫn vén mắt không mở thời điểm, trong tháp ngõ ngách, lạnh lùng thanh âm chủ nhân triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lúc chạng vạn tối, chiều hôm giống một trương tấm võng lớn màu xám, lặng lẽ vung rơi xuống, bao phủ cả vùng, trong thành thị, ngẫu nhiên truyền ra trận trận khí địch thanh, xông phá mọi người yên tĩnh đêm, tiếp lấy lại lâm vào vô biên tĩnh mịch. Một tòa nhà lầu bên trong, một đôi lão nhân sau khi ăn xong ngồi ở trên ghế salon xem tivi, một đạo tin tức hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Trong màn hình TV là một vị đoan trang nữ tử chính là thông báo một đầu tin tức. Bách hiểu báo cáo tin tức, nửa tháng trước, một cổ xe khách tại trên quốc lộ tao ngộ trên núi lăn xuống một tảng đá lớn nện mặt trước xe kính chắn gió, 54 tuổi tài xế đặng dân bất hạnh gặp nạn. Làm người cảm động là tảng đá lớn đập trúng đặng dân tài xế về sau, hắn dùng hết sinh mệnh chút sức lực cuối cùng kéo sát, xe khách tại bên vách núi dừng lại, trên xe 20 tên hành khách sinh mệnh được cứu. Hôm nay tin tức cũng không phải là giảng tố đặng tiên sinh cảm động sự tích, mà là nói ngay tại đặng tiên sinh ly thế về sau, hắn 6 tuổi tiểu nữ nhi không biết có phải hay không là thương tâm quá độ, tinh thần xảy ra vấn đề, công khai tại trên đường cái cắn người, không bao lâu thì chính mình ngất đi. Người hảo tâm đem vị này tiểu nữ hài đưa đến bệnh viện, nhưng bất hạnh bị tra ra đến một loại không biết tên bệnh nan y, theo chuyên gia thử máu báo cáo, tiểu nữ hài sinh mệnh chỉ còn lại một cái trăng. Đoan trang nữ tử tiếp tục mở miệng, đây là một cái bi thảm gia đình, trường cột đặng tiên sinh nửa tháng trước vừa rời thế, trong nhà tiểu nữ nhi cũng mắc có bệnh nan y, lão thiên đối với cái này toàn gia người thật giống như tràn ngập bất công, như thế ngây thơ lãng mạn tiểu nữ hài sinh mệnh lại lặng lẽ đi đến cuối cùng. Mời xem cụ thể đưa tin. Lúc này trên màn hình tivi xuất hiện tại một gian nặng chứng phòng bệnh, một vị hoạt bát đáng yêu tiểu nữ hài, nàng trắng ngoãn mặt trái xoan, công công lông mày tiếp theo song ánh mắt như nước trong veo, miền bản bực này bộ dáng cần phải tràn ngập linh tính. Nhưng tiểu trên người cô gái lại bị cắm đầy rất nhiều ống tim, sắc mặt cũng rất là tái nhợt, chỉ có một đôi ánh mắt linh động thuần khiết vô hạ, lúc này có mấy vị xã hội nhân sĩ đang xem nhìn vị này không nhận lão thiên kính yêu tiểu nữ hài. Đặng Tiên Sinh trước khi chết dùng hết toàn lực cứu 20 cái nhân mạng, hiện tại nữ nhi của hắn cũng không còn sống lâu nữa, tuy nhiên chuyên gia giám định là bệnh nan y, nhưng thì coi như chúng ta không thể từ lão thiên trong tay đoạt nhân mạng chúng ta cũng hy vọng cái này đáng thương tiểu nữ hài có thể nhiều ở lại đây cái mỹ lệ thế thêm mấy ngày. Tiểu nữ hài tại nặng chứng phòng bệnh dược phí đắt đỏ, lại không liên lạc được nó thân nhân của hắn, bản đài đặc biệt tổ chức quyên tiền hành động, khả ái như thế tiểu nữ hài không nên chỉ có một tháng sinh mệnh, hy vọng đông đảo xã hội nhân sĩ có thể có tiền xuất tiền, hữu lực xuất lực, trợ giúp vị này tiểu nữ hài vượt qua nan quan. Chúng ta tin tưởng kỳ tích ở nhân gian, chỉ cần không buông bỏ, cuối cùng sẽ xuất hiện. Phía dưới là quyên tiền điện thoại liên lạc 20. Trên ghế salon cái này một đôi lão đầu lão thái thái nhìn thấy trong tivi bị ống tim cắm đầy tiểu nữ hài, không khỏi thấm ướt mắt, lão thái thái vội vàng đến, lão đầu tử, người ánh mắt tốt, nhanh ghi lại trên tivi quyên tiền điện thoại. Bên cạnh 50 tóc lão nhân đã dùng bút bắt đầu nhớ trong tivi quyên tiền điện thoại. Thị giác kéo đến một nhà trong thành phố bệnh viện nhân dân nặng chứng phòng bệnh. Một vị dễ thương tiểu nữ hài nửa nằm tại trên giường bệnh, một đôi như nước trong veo đôi mắt thỉnh thoảng chớp động, giống như trong rừng rậm loài tiên. Bên cạnh giường bệnh ngồi một vị trung niên phụ nữ, một thân không tệ ăn mặc, nói rõ nàng là một vị thành công xã hội nhân sĩ, phụ nữ cũng là thông qua truyền hình đưa tin mới biết được vị này đáng thương tiểu nữ hài thân thế, hôm nay chuyên môn đến thăm. Nhìn lấy như vậy tú lệ dễ thương tiểu nữ hài nằm tại trên giường bệnh, thân thể nhỏ bé đều là một số khiếp người ống tim trong lòng rất lợi hại cảm giác khó chịu nàng bất quá là một vị tiểu hài tử không nên gặp loại này sai lầm phụ nữ nỗ lực mỉm cười một chút hiển thị rõ dễ thân tư thái nói tiểu bằng hữu ngươi tên là gì a à? tiểu nữ hài chấp một cái thuần khiết vô cùng đôi mắt nhỏ mắt nhìn trước mắt vị này xa lạ a di do dự một chút phát ra như chuông bạc thanh âm a di ta gọi lâm tiểu vãn lâm tiểu vãn phụ nữ lặp lại một bên nhãn tình sáng lên liền khen tên rất hay tiểu vãn nói cho a di ngươi thích gì dạng đồ chơi à? a a di mua cho ngươi lâm tiểu vãn tráng mày ngài lung lay nói a di tiểu vãn không cần đồ chơi phụ nữ nghe vậy âm thầm cảm khái đứa nhỏ này hiểu chuyện trong lòng không khỏi càng thêm cay đắng bởi vì đứa nhỏ này chỉ có một tháng sinh mệnh tiểu vãn tiểu bằng hữu làm sao lại không cần đồ chơi đâu cứ việc to gan nói cho a di ngươi thích gì đồ chơi A Di đều mua cho ngươi. A Di, tiểu vãn thật không cần gì đồ chơi, cảm ơn ngươi hảo ý. Lâm tiểu vãn nhu thuận hiểu chuyện, không nguyện ý tiếp nhận người xa lạ đồ vật. Phụ nữ cũng không vội, ngược lại càng phát ra ôm nhu nói, tiểu vãn, không dùng không có ý tứ, ưa thích búp bê vải à, A Di mua cho ngươi cái. Lâm tiểu vãn nghe vậy, kinh ngạc ngốc trệ một chút, phụ nữ nhìn thấy, trong lòng mỉm cười, dù sao cũng là đứa bé, làm sao lại không thích đồ chơi đâu, sau đó lại lần mở miệng, tiểu vãn, vậy ngươi nói cho A Di ngươi thích gì dạng tiểu động vật, A Di thì mua cho ngươi một cái như thế sủng vật búp bê vải. Tiểu nữ hài vẫn như cũ lắc đầu, nhưng hiển nhiên có điểm tâm động. Phụ nữ cười rộ lên, duỗi ra một cái tay muốn sờ một chút tiểu nữ hài khuôn mặt, nhưng nhìn thấy chóp mũi của nàng cắm ống tim, vương đi ra tay lại thu hồi lại, bảo trì mỉm cười nói, ưa thích thỏ à, A Di mua cho ngươi cái thỏ con nít. Lâm tiểu vãn lắc đầu. Cái kia ưa thích cừu vui vẻ à, a di cũng có thể cho ngươi mua cái bút bên cừu vui vẻ. Phụ nữ kiên nhẫn rất tốt, đối mặt dạng này hiểu chuyện dễ thương tiểu nữ hài, bất kể là ai đều sẽ tràn ngập yêu thương theo thiện tâm. Lâm tiểu vãn hay là uyển chuyển hàm xúc lắc đầu, mô phỏng Phật nói đều là một kiện rất lợi hại tốn sức sự tình. Phụ nữ bỗng nhiên đổi một cái hỏi phương pháp, nói, tiểu vãn, vậy ngươi có thể nói cho A-di ngươi thích gì dạng tiểu động vật sao? Ta. Lâm Tiểu Vãn do dự một chút, không biết làm sao mở miệng. Trung niên phụ nữ trong mong chờ đợi tiểu nữ hài trả lời, còn khích lệ nói, cứ việc nói, A à Di đặc biệt muốn biết biết điều như vậy dễ thương Tiểu Vãn, hội thích gì dạng tiểu động vật. Con mũi. Lâm Tiểu Vãn đột nhiên một lời, lời này vừa nói ra, đến đem vị này phụ nữ cho kinh ngạc đến, một cái ngây thơ lãng mạn tiểu nữ hài, làm sao lại nói mình thích con mũi loại này buồn nôn đồ vật đâu, nàng không nên ưa thích những dễ thương đó tiểu động vật à, tỉ như tiểu miêu tiểu cẩu, con thỏ nhỏ các loại. Phụ nữ kinh ngạc cũng là có đạo lý, Lâm Tiểu Vãn có thể nói ngữ bất kinh nhân tử bất hưu, đoán chừng tìm một vạn cái tiểu bằng hữu hỏi hắn thích gì dạng tiểu động vật, cái này một vạn tiểu bằng hữu bên trong, cũng tuyệt đối với không có một cái nào sẽ nói ra mình thích một con mũi. Con mũi tính toán là tiểu hài tử thiên địch, tổng hội thừa dịp tiểu hài tử không chú ý thời điểm, rơi lên trên đi chơi mệnh hút máu. Tiểu Vãn, ngươi vì sao lại ưa thích con mũi a? À? Phụ nữ kinh ngạc về sau, Hiếu Kỳ hỏi Lâm Tiểu Vãn như nước trong veo đôi mắt nhất chuyển động, cái miệng anh đào nhỏ nhắn một trương. Bởi vì con mũi theo Tiểu Vãn một dạng đáng thương, không sống mấy ngày liền sẽ chết đi. Lời vừa nói ra, phụ nữ con mắt nhất thời thì thấm ướt, há hốc mồm, lại nói không nên lời một chữ. Nguyên lai like nàng là bởi vì điểm này mới ưa thích con mũi, phụ nữ đạt được đáp án về sau, vô cùng cay đắng. Con mỗi loại này búp bê vải chỉ sợ bất kỳ nhi đồng cửa hàng cũng mua không được đi. Phụ nữ chỉ có thể nói sang chuyện khác, Tiểu Vãn, ba ba của ngươi sự tình chúng ta đều biết, ba ba của ngươi là anh Hùng, nhưng ngươi còn có khác người nhà à, bệnh viện hiện tại không liên lạc được người nhà của ngươi. Lâm Tiểu Vãn muốn lên mình đã phụ thân của Ly Thế, khóc mắt thì lên hơi nước, cố nén, nói, ta chỉ có một cái nãi nãi, nhưng nãi nãi ta biết cha ta sau khi đi, cũng không cần Tiểu Vãn. Vậy ngươi mẹ đâu, mẹ ngươi làm sao không bồi tại bên cạnh ngươi? Tiểu vãn chưa từng gặp qua mẹ của mình, nãy nãy ta nói mẹ ta tại tiểu vãn xuất sinh không lâu, thì rời nhà trốn đi. Cốc hài tử đáng thương A, à, sinh mệnh chỉ có một tháng, liền một ngôi nhà người đều không có. Phụ nữ không đành lòng đang hỏi, chỉ có thể dùng triều mến ánh mắt nhìn trên giường bệnh cái này xinh đẹp vừa đáng thương tiểu nữ hài. Thật lâu về sau, nặng chứng phòng bệnh cũng chỉ còn lại có lâm tiểu vãn một người phía bên ngoài cửa sổ đêm là đen nhánh, không gian im ắng, tỉnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, nhất trọng khói mù bao phủ tiểu trái tim của cô bé, phản phất có cái vỡ vụn ma hạp, phóng thích màn đêm cùng hoảng sợ. Nàng thật giống như tại thiên địa trong khe hẹp sinh tồn, nàng nhỏ bé lại yếu ớt, càng cặp kia linh tính mang theo tia ánh mắt kiên định vạch phá bầu trời, quả thực là xé mở như sắt thép u ám. Lâm Tiểu Vãn hiện tại là đã có chút sợ hãi, có rất lợi hại bất lực, đưa mắt không quen, một người đợi nặng chứng phòng bệnh, nàng thậm chí không biết mình là như thế nào lại tới đây. Não tử trống rỗng. Nãy nãy, ba ba, tiểu vãn nghĩ các ngươi. Tiểu nữ hài rốt cục thụ không đè nén hoàn cảnh, nước mắt như tia nước nhỏ mà ra, nhưng lại không có một người đáp lại nàng. Bình. Nặng chứng phòng bệnh trong không gian, phản phất bị xé mở một cái lỗ hổng, một cái một cm kim màu bạc con mũi rực rỡ ngời ngời xuất hiện tại tiểu nữ hài lâm tiểu vãn trước mắt nhất thời tiểu nữ hài ngơ ngẩn chớp chớp cặp kia tràn ngập hơi nước đôi mắt nghi hoặc hiện lên đây là cái kia Câu cảnh lần nữa bị hệ thống đưa đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm lơ lửng giữa không trung hắn hơi nghiêng người một đôi mắt to như nước trong veo nhìn qua hắn thỉnh thoảng còn trác động thật đẹp con mắt Câu cảnh đập vào mắt liền kinh ngạc một tiếng đôi mắt này giống như một đàm thu thủy nhấp nháy nhấp nháy như bầu trời lớn nhất lấp lóe chấm nhỏ cơ hồ là trong một ý niệm Tô Cảnh liền biết đây là một đôi hài tử con mắt, chỉ có hài tử con mắt mới có thể như vậy trong suốt thanh tịnh, không nhiễm một tia hồng trần. Tô Cảnh hơi lui lại, theo này đôi mỹ lệ con mắt kéo ra chút khoảng cách. Lúc này, hắn mới nhìn rõ ràng đôi mắt này chủ nhân. Một cái trên giường bệnh tiểu nữ hài, vô cùng mi thanh mục tú, mắt ngọc mày ngài, sống sờ sờ một cái mỹ nhân bại hoại. Thứ nhất mắt liền sẽ để người cảm thấy nàng lớn lên một cái là cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Qua thật xinh đẹp con mũi. Trên giường bệnh tiểu nữ hài nửa ngày về sau sợ hãi tháng phục đi ra, chỉ là sợ hãi thanh thanh âm hơi nhỏ, có chút lực lượng không đủ. Đối với loại này tán dương, tô cảnh sớm đã nghe ngán, chỉ là kinh ngạc hệ thống đã để hắn công khai xuất hiện tại một cái tiểu nữ hài trước mặt, đến cùng dụng ý ở đâu. Chẳng lẽ thí luyện lần thứ ba, theo cái trên giường bệnh tiểu nữ hài có quan hệ? Tô cảnh hơi vừa nghĩ, hệ thống đem hắn truyền tống đến nơi đây, liền một điểm phản ứng đều không có, cái gì đều không nói với hắn. Nhưng Tô Cảnh nói thế nào cũng là đã hoàn thành hai cái thí luyện nhiệm vụ, ít nhiều có chút kinh nghiệm, đoán chừng đến trọng điểm, hệ thống tự nhiên sẽ tuyên bố cụ thể nhiệm vụ nói rõ. Qua, cái kia đi tốt lợi hại, thật cho Tiểu Vãn đưa một con mũi tới. Trên giường bệnh lâm Tiểu Vãn, lúc này thuần khiết vô hạ mắt nhỏ chỗ ngoặt thành vần trăng khuyết, nhìn chầm chầm vào lơ lửng tại mắt trước mặt kim ngân sắc con mũi nhìn càng xem càng vui, phản phất thu đến trên thế giới tuyệt nhất một món lễ vật, ngây thơ nàng hoàn toàn đem cái này đột nhiên xuất hiện con mũi, coi như là trước kia đến thăm nàng phụ nữ tặng. Con mũi, con mũi, cảm ơn ngươi đi theo ta, ta hiện tại thật thật nhàm chán, cũng rất sợ hãi. Lâm tiểu vãn tâm tư đơn thuần, con mắt giống lạc ấn tại kim ngân sắc con mũi trên thân, ấy ấy tự nói. Lúc này chỉ gặp lơ lửng kim ngân sắc con mũi điều chỉnh một chút vị trí, sau đó phát ra nhân ngôn, tiểu bằng hữu ngươi tốt nói cho ta biết ngươi tên là gì wow. con mũi nói chuyện lâm tiểu Vãn ngơ ngác trệ trệ dưới trong đôi mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ cũng không sợ ngược lại hưng phấn nói ta gọi lâm tiểu vãng con mũi ngươi thật lợi hại chẳng những lớn lên xinh đẹp còn biết nói chuyện câu cảnh kỳ thực theo tiểu bằng hữu đã từng quen biết ban đầu ở chính mình thôn thời điểm ngay tại tiểu dương hạo trước mặt tự xưng mũi thần hống đối phương tin tưởng không thôi đằng sau quả thực liền thành hắn não tàn phan. Tiểu hài tử là ngây thơ, hoặc bác, đơn thuần, bọn họ so người trưởng thành lại càng dễ tiếp nhận một ít sự vật, thì giống như một tờ giấy trắng, người muốn ở phía trên vẽ cái gì họa tiết, như vậy chính là cái gì họa tiết. Hệ thống đem tô cảnh công khai truyền tống đến lâm tiểu vãn trước mắt, tô cảnh xem chừng tiếp xuống nhiệm vụ hơn phân nửa theo tiểu nữ hài này thoát không quan hệ, cũng liền không cần ẩn tàng cái gì. Huống hồ tiểu hài tử tốt hơn ở chung, không có nhiều như vậy tiểu tâm tư. Tiểu vãn ngươi tốt, ta là Bồ Tát phái tới thủ hộ ngươi. Tô Cảnh đã cho rằng nhiệm vụ theo tiểu nữ hài thoát không quan hệ, đương nhiên muốn vì chính mình tìm thân phận thích hợp đợi tại bên người nàng. Bồ Tát Lâm tiểu vãn nghi hoặc dưới, cái này con mũi, chẳng lẽ không phải trước đó vị kia hiền lành hảo tâm A-di đưa cho chính mình sao? Nàng suy tư một lát, kinh ngạc mở miệng, con mũi, ngươi thật là Bồ Tát phái tới thủ hộ tiểu vãng. Cô Cảnh có lừa gạt tiểu hài tử kinh nghiệm, chững chạc đàng hoàng lại bắt đầu nói vớ nói vẫn, đương nhiên, nếu không phải Bồ Tát phái ta tới, ngươi gặp qua ta như vậy con mũi sao? Lời vừa nói ra, Lâm Tiểu Vãn rất tán thành, cái đầu nhỏ điểm theo gà con mổ thóc giống như. Lớn lên giống như vậy đặc biệt con mũi, còn biết nói chuyện, chỉ có Bồ Tát làm đến, nghĩ thông suốt điểm ấy, Lâm Tiểu Vãn càng thêm cao hứng, một đôi thuần khiết vô hạ đôi mắt chiếu lấp lánh đã ngươi là Bồ Tát phái tới thủ hộ tiểu vãn, nhỏ như vậy muộn liền không thể bảo ngươi con mũi. Tô Cảnh cười nói, vậy ngươi muốn gọi ta cái gì a à? Lâm tiểu vãn khảm một cái nhọn tú mũi, rất nghiêm túc tự hỏi, sau đó nhãn tình sáng lên, thanh âm mềm mại mềm nhỏ, cái kia tiểu vãn thì bảo ngươi con mũi ca ca đi. Con mũi ca ca. Tô Cảnh nghe vậy ngược lại ngẩn ngơ, ách. Sưng hô thế này rất lợi hại độc đáo, một loại khác thường, chẳng biết tại sao, hắn nghe thản nhiên một loại cảm giác thân thiết. Con mũi ca ca ngươi tại sao không nói chuyện, có phải hay không phải bảo vệ tiểu vãn, để ngươi không cao hứng. Lâm tiểu vãn nhìn trước mắt lơ lửng kim ngân sắc con mũi, phản phất giống như an ủi, con mũi ca ca, ngươi không nên mất hứng. Bác sĩ nói tiểu vãn chỉ có thể sống một tháng, sở dĩ ngươi nhiều nhất chỉ phải bảo vệ tiểu vãn một tháng, thì có thể trở lại bồ tát bên người tiểu nha đầu coi là con mũi ngẩn người là bởi vì bồ tát phái nó đến thủ hộ chính mình không cao hứng cái gì tiểu cô nương này sinh mệnh chỉ có một tháng câu cảnh lập tức nhíu mày lúc này hắn mới thật sự rõ ràng thấy rõ ràng nguyên lai like cái này người mắt ngọc mày ngài tiểu cô nương toàn thân đều cấm ống tim một bộ bệnh trạng dáng vẻ trên thân cấm nhiều như vậy ống tim cái tiểu nha đầu này còn có thể thần sắc tự nhiên nói chuyện với chính mình còn có thể an ủi chính mình tô cảnh trong lòng giống như bị xúc động một loại nào đó mềm mại. Hắn một cổ ý thức lực lặng lẽ bao phủ tại lâm tiểu vãn trên thân, chỉ một thoáng, tô cảnh biểu lộ khó nhìn lên. Ý thức lực đưa lên đến lâm tiểu vãn trên thân, tô cảnh chợt thì cảm nhận được một cổ cực kỳ khí tức âm lãnh, vô cùng cổ quái, nhất làm cho tô cảnh ngoài ý muốn chính là lâm tiểu vãn sinh mệnh lực đã vô cùng yếu kém. Không sai, là yếu kém, giống như là trung y bắt mạch, căn bản cảm giác không thấy mạch đập của nàng một dạng. Bác sĩ nói nàng chỉ có một tháng sinh mệnh, chẳng lẽ Lâm Tiểu Vãn đến cái gì bệnh nan y à? Tô Cảnh không phải bác sĩ, cũng không thể nhìn ra nàng đến cùng đến bệnh gì. Chỉ là như thế ngây thơ lãng mạn một cái tiểu cô nương ngắn như vậy mệnh, thực sự làm người khó mà tiếp nhận. Nàng thì giống như một đóa sắp ngậm nụ đợi tốn hoa tươi, còn không có nở rộ, đã khô héo. Con mũi ca ca, Ngươi vì cái gì còn không để ý tới tiểu vãn Có phải hay không là ngươi không thích xưng hô thế này Hay là ngươi không thích tiểu vãn Không muốn thủ hộ ở bên cạnh ta Đang nói chuyện Lâm tiểu vãn điềm đạm đáng yêu nhìn qua Không trung rực rỡ ngời ngời Cực kỳ chói mắt con mũi Cô cảnh nhìn lấy cái này mềm mại không xương Thần kinh mẫn cảm tiểu cô nương Trong lòng có điểm cảm giác khó chịu lên Tốt bao nhiêu tiểu cô nương Sao có thể đoản mệnh đây Hắn ở trong lòng lạnh hừ một tiếng Vừa cười nói, con mũi ca ca rất lợi hại ưa thích tiểu vãn nguyện ý thủ hộ tại bên cạnh ngươi mà lại không riêng gì thủ hộ sẽ còn chữa cho tốt tiểu vãn bệnh tô cảnh đã đến sao có thể nhìn lấy một cái tiểu nữ hài rơi xuống trong tay hắn có thần kỳ thánh thủy có thể nhất định phải trị liệu lâm tiểu vãn cái này không biết tên bệnh lâm tiểu vãn nghe vậy chẳng những không có toát ra vui vẻ ngược lại nói con mũi ca ca tiểu vãn bệnh là trời sinh không chữa khỏi ngươi chỉ phải bảo vệ tiểu vãn điểm cuối của sinh mệnh một tháng liền tốt tiểu vãn rất ngoan rất lợi hại nghe lời tiểu vãn thật thật cô đơn một người bạn đều không có trước khi chết tại có thể có con mũi ca ca làm bạn tiểu vãn thì rất thỏa mãn thật là một cái tâm địa hài tử hiền lành càng như vậy tô cảnh còn càng phải nghịch thiên mà đi tay hắn có thánh thủy không tinh trị không hết tiểu vãn ngươi chẳng lẽ quên con mũi ca ca là bồ tát phái tới sao làm sao lại trị không hết bệnh của ngươi đâu. Thật sao, thật có thể trị hết tiểu vãn bệnh sao? Lâm tiểu vãn động tâm, đôi mắt nhỏ mắt nhấp nháy nhấp nháy giống như tinh tú. Tô cảnh mở miệng, tiểu vãn tin tưởng con mũi ca ca sao? Ừm. Tin tưởng. Nàng ỏn ẻn ỏn ẻn đồng âm, như như chuông bạc êm tai. Vậy thì tốt, tiểu vãn đem miệng há mở. Ừm. Dù sao là tiểu hài tử, rất dễ dàng hống, Cô Cảnh thanh âm chưa dứt, Lâm Tiểu Vãn không nghi ngờ gì mở rộng chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cô Cảnh con mắt hồn nhiên nhíu lại, không trung nhiều một loại nào đó không một tiếng động vô vị đồ vật, sau đó hư 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 đột nhiên bắn tới Lâm Tiểu Vãn trong miệng, sau đó thuận cổ họng xuống. Tốt, Tiểu Vãn ngươi có thể đem miệng khép lại. Cô Cảnh mở miệng cười, cứ như vậy một lát sau, hắn thì cho ăn Tiểu Vãn mười giọt thánh thủy. Cô Cảnh cũng không dám thả uy hắn trước hết để tiểu vãn uống một chút thánh thủy tại quan sát một chút nàng tiếp xuống tình trạng cơ thể nếu là có rõ ràng cải thiện như vậy là hắn biết chính mình nên làm như thế nào thánh thủy tuy nhiên trân quý nhưng có thể so sánh nhân mạng trân quý hơn à đối với điểm ấy tô cảnh phân rõ cũng rất bỏ được huống lại vẫn là như thế dễ thương hiền lành tiểu cô nương lâm tiểu vãn nghe lời nhắm lại miệng nhỏ của mình trong mắt có chút nghi hoặc giống như uống đến chút vật gì nhưng lại hình như không có uống đến rất kỳ quái tô cảnh tiếp xuống cũng không nói gì ý thức của hắn lực một mực bao phủ tại lâm tiểu vãng trên thân hắn đang đợi chờ lâm tiểu vãng thân thể phát sinh biến hóa quả thật đúng là không sai nửa ngày về sau tô cảnh có thể rất rõ ràng cảm nhận được lâm tiểu vãng sinh mệnh khí tức thay đổi rõ ràng lên không giống trước đó như vậy yếu kém yếu kém theo một người chết một dạng tô cảnh nhãn tình sáng lên thánh thủy sao mà bá đạo chẳng những có thể nhanh chóng tiêu trừ người chứng bệnh, còn làm cho người thân thể bách độc bất xâm, thậm chí còn có thể trở lại lão phản đồng. Đối với thánh thủy công hiệu, tô cảnh thí nghiệm qua vô số hồi, vô cùng có tự tin. Lạnh. Lạnh. Con mũi ca ca, tiểu vãn lạnh quá. Chỉ có đang lúc, trên giường bệnh tiểu vãn sắc mặt thế mà lập tức thay đổi cực độ tái nhợt, toàn thân rung, ngay cả cặp kia linh động đôi mắt đều thay đổi u ám không sáng lên chuyện gì xảy ra? tô cảnh quá sợ hãi, không có đạo lý a, à, hắn thánh thủy bách phát bách trúng, coi như đối với lâm tiểu vãn chứng bệnh không có trợ giúp, nhưng cũng không trở thành lên cái gì tác dụng phụ đi tô cảnh nhất thời tay chân lúng cuốn, nhìn lấy lâm tiểu vãn tại trên giường bệnh một mực hô lạnh, cái kia thân thể nhỏ bé đều co đầu rút cổ đến một đoàn đi, trên người rất nhiều ống tim đã bị kéo trực tiếp rút ra, có lẽ là lâm tiểu vãn thật vô cùng lạnh, ống tim rút lui nàng đều cảm giác không thấy đau đớn. Con mũi ca ca, tiểu vãn thật lạnh quá, tiểu vãn có phải hay không muốn chết? Tô cảnh lúc này không biết có phải hay không là chính mình hoa mắt, đã nhìn thấy lâm tiểu vãn trên môi lên một điểm băng sương, liền phản phất đặt mình vào tại vạn năm trong hầm băng. Ngay cả tô cảnh đều cảm giác được trong phòng bệnh nhiệt độ cực kỳ hạ xuống, loại này nhiệt độ hạ xuống là từ lâm tiểu vãn trong thân thể phát ra khí tức cải biến. Xem ra chính mình là lòng tốt làm chuyện xấu, Cô cảnh âm thầm hối hận chính mình quá qua loa, nhưng cùng lúc hắn càng kinh ngạc Lâm Tiểu Vãn bệnh bệnh gì chứng kỳ quái như vậy, liền Thánh Thủy đều không tác dụng. Đây quả thực là nghe nghe thấy nói chưa từng nhìn thấy a à. hệ thống đến bây giờ đều không phản ứng, cô cảnh càng không biết lần luyện tập này nhiệm vụ ba đến cùng là phải tự làm cái gì. Không phải là trị liệu Lâm Tiểu Vãn bệnh, muốn là như thế này hệ thống sớm nên nói lạnh 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 trong phòng bệnh hiện tại trừ nhiệt độ hạ xuống còn có lâm tiểu vãng không ngừng hô lạnh kêu tô cảnh không lo được nghĩ lại một số việc nếu là hắn tại không có bắt lính theo danh sách động đoán chừng lâm tiểu vãng sẽ sống sống bị đông cứng chết lúc này chỉ gặp lơ lửng giữa không trung kim ngân sắc con mũi quanh thân sôi trào lên một củ ngọn lửa ngọn lửa nóng trực vô cùng đem xung quanh nhiệt độ đột nhiên tất cao lạnh lạnh tiểu vãng lạnh quá tô cảnh đã tận lực tới gần lâm tiểu vãng gần thêm chút nữa trên người mình sôi trào ngọn lửa đều có thể đốt tới trên người của nàng nhưng ngay cả như vậy tiểu nha đầu còn đang không ngừng hô lạnh đèn hoa rực rỡ tô cảnh ngậm từ khẽ nhã trên thân sôi trào ngọn lửa một mạch thoát ra ngoài tại lâm tiểu vãng bên người hình thành một cái hình tròn vòng lửa như tinh tinh chi hỏa cháy hừng hực muốn là như thế này làm tiểu nha đầu còn gọi lạnh như vậy tô cảnh thì thật không có cách hắn hỏa diễm chi lực, nóng rực vô cùng, ngay cả vô cùng cường đại cấp 3 kiến chúa đều có thể bị hỏa diễm chi lực đốt đánh về nguyên hình. Nếu là xung quanh có một miếng thịt, sớm liền trực tiếp nướng chín. Lạnh. 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 Tô cảnh tâm cứng lại, hỏa diễm của chính mình chi lực đều lượng lờ tại lâm tiểu vãn quanh thân, nàng đã còn tại hô lạnh, cho dù là nàng một khối thiên niên hàng băng, đã nên hòa tan. Hỏng bếp nếu là chiếu lâm tiểu vãn tiếp tục như vậy như vậy tính mạng của nàng thì nguy cơ sớm tối a à. bỗng nhiên tô cảnh kinh ngạc một tiếng lâm tiểu vãn khí tức đã biến cực độ cổ quái rất hỗn loạn loại khí tức này rất lợi hại nói tỉ mỉ chẳng lẽ nàng theo lâm tương vũ gặp phải là giống nhau sự tình đều là như vậy không tầm thường nói lên cái này tô cảnh đến nghĩ đến một điểm các nàng giống như đều họ lâm trách không được tô cảnh nhìn thấy tiểu nữ hài này thì sinh lòng triều mến có điều cái này chắc hẳn chính là một cái trùng hợp. Lâm tương vũ bản thân không có bệnh, chỉ bất quá bị hải thường đoạt xá thân thể. Lâm tiểu vãn chỉ sợ càng thêm phức tạp, không biết đến quái bệnh gì, tất nhiên sẽ toàn thân đều kết xuất băng xương, cả người từ trong ra ngoài tản mát ra lạnh băng khí tức, coi như tô cảnh dùng hỏa diễm chi lực ở bên cạnh sưởi ấm cũng không thấy hiệu quả. Vụt. Lâm tiểu vãn con mắt mở ra, hỗn loạn, hỗn loạn cặp kia thuần khiết vô cùng đôi mắt lúc này hỗn loạn không chịu nổi mà lại từ trong đôi mắt đều cảm giác được một cổ lạnh lẽo không phải là lâm tiểu vãn thể chất xảy ra vấn đề bệnh nan y đến cùng là cái gì bệnh nan y biến thái như vậy tô cảnh thật hai trượng hòa thượng không nghĩ ra xem ra hệ thống lại cho hắn ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ không tốt tô cảnh chợt nhìn thấy lâm tiểu vãn hỗn loạn đôi mắt biến khát máu lên loại này khát máu ánh mắt tô cảnh tại cực kỳ quen thuộc theo kiến chúa uống máu người thời điểm lưu lộ ra ngoài mắt thần không khác nhau chút nào. Bá bá bá. Lúc này lâm tiểu vãn vô cùng dọa người, trong khoảnh khắc đem trên người ống tim một hơi toàn bộ nhổ, nàng muốn xuống giường, há mồm thật to cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn. Cho ta nhất định phải. Câu cảnh ý thức lực trong nháy mắt định trụ lâm tiểu vãn, tuy nhiên không có hiểu rõ tiểu cô nương này vì cái gì đột nhiên biến thành dạng này nhưng tất nhiên theo uống thánh thủy hơi liên quan tới nhau, hắn là biến khéo thành vụn. Trên giường lâm tiểu vãn đôi mắt khát máu, liều mạng giải dụa, khí lực rất lớn, thật rất lớn, lớn liền tô cảnh đều vô cùng kinh ngạc lên, nếu không phải là hắn ý thức lực hiện tại đầy đủ cường đại. Chỉ sợ đều khó mà tùy tiện triệt để khống chế lại lâm tiểu vãn. Khẳng định là hắn quái bệnh phát tác, tô cảnh hiện tại không biết làm sao bây giờ, bỗng nhiên linh quan nhất thiểm, nơi này không phải bệnh viện à, có lẽ gọi bác sĩ đến sẽ có chút trợ giúp thử một chút đi tô cảnh hiện tại thật bị tiểu cô nương này làm không có biện pháp nào hệ thống cũng không có chỉ thị gì hắn căn bản không biết phải làm sao hoàn toàn là muốn cái này thiên chân vô tà tiểu cô nương đến bệnh nan y chỉ có một tháng sinh mệnh bất kể có phải hay không là theo chính mình thí luyện nhiệm vụ có quan hệ nhưng mình đụng phải thì giúp hắn một chút mới có thể cầm thánh thủy cho nàng không nghĩ tới vừa quát không sao cả uống xong bộ này kỳ quái bộ dáng. Người không biết còn tưởng rằng Lâm Tiểu Vãn bị lệ quỷ quấn thân. Đúng, hiện tại chỉ có thể đi gọi bác sĩ. Tô cảnh bốn phía tìm kiếm, loại này nặng chứng phòng bệnh có lắp đặt khẩn cấp kêu gọi khí, chỉ cần nhấn một cái, phía ngoài một tiếng y tá thì sẽ lập tức chạy đến. Rất nhanh tô cảnh ngay tại giường bệnh trên vách tường nhìn thấy một cái màu đỏ cái nút, ánh mắt của hắn toàn thân nhíu lại. Đinh đinh đinh. Đinh 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 một trận đánh chung nhất thời tại y tá trong phòng vang dội tới một tên chớ ước hơn 30 tuổi nữ nhân lập tức đứng lên biểu lộ nghiêm chỉnh nói không tốt là không số 45 nặng chứng phòng bệnh ấn khẩn cấp kêu gọi khí các ngươi nhanh đi đem chủ trị bác sĩ cùng một chỗ kêu lên cái kia phòng bệnh tiểu nữ hài bệnh rất kỳ quái theo kêu gọi khí tô cảnh buông lỏng một hơi bởi vì hắn biết y tá bác sĩ chẳng mấy chốc sẽ đến hy vọng bọn họ có thể giúp được Lâm Tiểu Vãn đi. Dù sao Tô Cảnh thật có chút hữu tâm vô lực. Nếu là Lâm Tiểu Vãn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, như vậy Tô Cảnh nên ấy nấy chết. Không bao lâu người công phu, ba bốn cái y tá theo một vị hơn 40 tuổi ăn mặc bạch mã áo khoác đeo kính bác sĩ nam xâm nhập Lâm Tiểu Vãn phòng bệnh. Một nhóm người vừa vừa mở ra cửa phòng bệnh, chỉ một thoáng sắc mặt đột biến, giống như gặp quỷ đột nhiên lui ra ngoài, rời xa cái này phiến cửa phòng nóng quá, thật nóng. Một nhóm người nhất thời vô cùng kinh ngạc, đều lẫn nhau đối với nhìn một chút, thần sắc đều là chấn kinh. Cái phòng bệnh này cửa mở ra thế mà theo hỏa lò đồng dạng nóng trực. Các ngươi người nào đem hơi ấm mở cao như vậy, như thế nóng nhiệt độ sẽ chết người đấy. Chủ trị bác sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, bọn họ mở ra cửa phòng bệnh, chí cao sóng nhiệt đập vào mặt, đốt da người da đều trong nháy mắt đau nhức. Nếu không phải mở phi thường cao hơi ấm nếu không làm sao có thể bên trong không khí như vậy nóng chúng ta không có mở hơi ấm a à. mấy cái cái trẻ tuổi tiểu y tá hai mặt sợ đến đều là lẫn nhau đối với nhìn xác nhận còn ngụy biện việc này cho sau lại nói các ngươi nhanh đi vào đem hơi ấm cho quan chủ trị bệnh viện nghiêm túc hướng về phía mấy cái tiểu y tá mở miệng nhưng hắn lại không lên cái tác dụng gì bên người mấy cái tiểu y tá động đều không động một cái từng cái mang theo ý sợ hãi nhìn lấy cửa phòng bệnh không phải là các nàng không muốn vào, thật sự là bên trong nhiệt độ quá cao, hoàn toàn theo hỏa lò không có một chút khác nhau. Lúc này làm cho các nàng đi vào, không thể nghi ngờ theo vào hỏa diễm sơn một dạng. Đáng chết, quên đem hỏa diễm chi lực cho thu hồi lại. Câu Cảnh Âm thầm mở miệng, một cổ hỏa diễm nóng rực còn lượn lờ tại Lâm Tiểu Vãn quanh thân, cũng may những người này bởi vì gian phòng nhiệt độ cao độ, không dám trảo bước tiến lên tới. Nếu không nhìn thấy lâm tiểu vãn chung quanh trên không lượng lờ lấy một đám lửa, hội làm gì cảm tình? Đoán chừng từng cái hội dọa đến quay đầu liền chạy. Tô cảnh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lượng lờ tại lâm tiểu vãn quanh thân ngọn lửa chợt biến mất, gian phòng chí cao nhiệt độ, cũng bị tô cảnh một mạch cho tiêu trừ. a à, giống như bên trong không có cảm giác được nóng nhiệt độ. Một cái tiểu y tá ngoan trứ tâm chuẩn bị xông đi vào, nhưng vừa tới cửa không có cảm giác được lúc trước cái kia cổ chí nhiệt, con mắt một vòng vui mừng. Nhanh, đừng lo lắng, đều đi vào đi, cứu người quan trọng. Chủ trị bệnh viện lên tiếng, bước nhanh bước vào, bên cạnh mấy cái tiểu y tá trợn mắt một cái. Vừa rồi làm sao không thấy hắn như vậy Bồ Tát tâm địa. Mấy tên y tá theo chủ trị bác sĩ vừa vào phòng bệnh, liền nhìn thấy một cái tiểu nữ hài dương nanh múa vuốt nằm ở trên giường, động tác cực kỳ kỳ quái, phản phất trong lúc vô hình có ai án lấy thân thể của nàng một dạng chờ bọn hắn nhìn thấy lâm tiểu vãn trên mặt biểu lộ đều thất kinh thật là đáng sợ biểu lộ a à, cảm giác là muốn ăn thịt người giống như bác sĩ tiểu nữ hài này làm sao cái dạng này a à, thật đáng sợ chẳng lẽ bị quỷ cuốn thân mấy cái tiểu y tá sắc mặt đều là sát trắng lên lần thứ nhất nhìn thấy bệnh như vậy người chớ nói nhảm cô bé này là đến không biết tên bệnh nan y sống không bao lâu ta nhìn nàng còn có trình độ nhất định tinh thần vấn đề chủ trị bác sĩ đến xem như trấn định dù sao trước đó hắn cho lâm tiểu vãn chủ trị qua có chút tình huống hắn nhiều ít vẫn là giải tiểu nữ hài này chứng bệnh xác thực vô cùng đặc biệt cổ quái trong viện mấy vị chuyên gia đều không thể xác định bệnh tình mọi người thảo luận xuống tới duy nhất điểm giống nhau chính là tiểu nữ hài này nhiều nhất chỉ có một tháng sinh mệnh thiên số đoạn không nhiều sống lâm tiểu vãn quái dị dáng vẻ để mấy cái tiểu y tá chân tay luống cuống ngay cả chủ trị bác sĩ đều ngỡ ngàng. Trước đó kết luận tiểu nữ hài này chỉ có một tháng có thể sống, chiếu bây giờ xem ra, nhiều lắm là nửa tháng. Chủ trị bác sĩ trầm thấp suy nghĩ một câu, biểu lộ rất là khó coi, hắn cũng không hiểu rõ tiểu nữ hài này thật tốt nằm tại trên giường bệnh, vì bệnh tình gì hội cực kỳ chuyển biến xấu. Mấy cái tiểu y tá nghe được đều là giật mình, nhỏ như vậy một cái tiểu nữ hài đã lập tức liền muốn chết, các nàng yên lặng thở dài một hơi, càng phát cảm thấy tiểu nữ hài này quá thảm. Âm thầm Tô Cảnh nghe vậy càng là hít sâu một hơi, xem ra tình huống so chính mình tưởng tượng càng hỏng bét, là mình hại cái nha đầu này a. À. Thánh thủy không dùng được, không phải vậy cầm yêu diễm hoa hồng thử một lần. Tô Cảnh yên lặng vừa nghĩ, nhưng chợt lắc đầu, nói thật bị làm sợ. Để Lâm tiểu vãn uống 10 giọt thánh thủy, một tháng sinh mệnh biến thành nửa tháng, nếu là đang cấp nàng ăn một đóa hoa hồng còn hoàn toàn ngược lại, như vậy thì thật muốn lâm tiểu vãn mạng nhỏ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, tô cảnh đều muốn nguyên địa nổ tung. Lúc này chủ trị bác sĩ chuẩn bị đến bệnh bên trên giường tinh tế xem xét một chút lâm tiểu vãn bệnh tình, ai ngờ vừa vừa tiếp cận, hắn toàn thân liền nổi da gà lên, lỗ chân lông đứng thẳng. Lạnh quá! Chủ trị bác sĩ vô cùng kinh ngạc, hắn hoảng hốt cho là mình trong nháy mắt đi vào một mảnh băng tuyết ngập trời bên trong, trong ánh mắt đều là thật không thể tin. Cũng làm nửa đời người bác sĩ, còn chưa từng thấy như vậy kỳ quái bệnh nhân, toàn thân lạnh lùng như băng, tú lệ gương mặt bên trên còn hiện ra một mảnh xương trắng. Đi, các ngươi mau đưa hơi ấm mở, chạy đến tối cao. Chủ trị bác sĩ suy tư dưới mở miệng, trong mắt còn đều là kinh ngạc. Mấy cái tiểu y tá nghe vậy, lần nữa trợn mắt một cái, trước đó oan uổng các nàng mở hơi ấm, hiện tại lại phải các nàng mở hơi ấm, đến cùng là mấy cái ý tứ A. Là ngươi chủ trị bác sĩ, ngươi rất trâu bò, ngươi nói tính toán. Một hồi về sau, hơi ấm mở ra, mà lại là mở lớn nhất, nhưng quỷ dị chính là trong phòng bệnh nhiệt độ một điểm không thấy ấm lên, mấy cái tiểu y tá theo bác sĩ đều hai tay khoanh che ngực lên sưởi ấm lên, bởi vậy có thể thấy được, nhiệt độ trong phòng có bao nhiêu quỷ dị, mở ra lớn nhất hơi ấm, từng cái còn lạnh phát trung. Câu cảnh trong bóng tối cười lạnh, Lâm Tiểu Vãn thể nội phát ra khí tức rất lợi hại âm lãnh, bình thường hơi ấm há có thể thay thế. Hắn hỏa diễm chi lực cũng chỉ có thể đem trong phòng nhiệt độ cải biến, Lâm Tiểu Vãn bản thân lại không bị ảnh hưởng chút nào, y nguyên lạnh run rẩy. Xem ra đem hy vọng ký thác vào bác sĩ trong tay là không có trông cậy vào, Lâm Tiểu Vãn bệnh tình quá đặc thù, đặc biệt đến liền thánh thủy đều hoàn toàn ngược lại, hắn chỉ có thể ở muốn đối sách khác. Bác sĩ, làm sao bây giờ, Tiểu nữ hài này cực kỳ kỳ quái, làm sao theo cái băng khối giống như. Mấy cái tiểu y tá ngỡ ngàng, chống đỡ ánh mắt kinh hãi hôm nay xem như mở mang hiểu biết. Chủ trị bác sĩ hiện tại liền lâm tiểu vãng bên người cũng không dám tới gần, hơi khẽ dựa gần, loại kia âm lãnh như ruồi bâu mật, làm người khó mà tiếp nhận. Lạnh! 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 Nãi nãi! Nãi nãi! Tiểu vãng muốn gặp nãi nãi! Trên giường bệnh Lâm Tiểu Vãn bởi vì thân thể một mực bị tô cảnh ý thức lực khống chế, không nhúc nhích được, nàng tự hồ khôi phục một điểm thanh tĩnh, khát máu con mắt nhạt mấy phần, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong tự lẩm bẩm, hô hào muốn gặp bà bà của mình. Mấy cái người y tá theo bác sĩ ánh mắt đối đầu một chút, âm thầm lắc đầu, tiểu nha đầu bị người đưa đến bệnh viện, đến nay đều không liên hệ đến người nhà. Ngay cả tin tức quảng cáo đều đánh ra đến, hảo tâm xã hội nhân sĩ đều đến xem tốt một đợt, nhưng lâm tiểu vãn thân nhân lại một cái cũng không có. Đinh Thí luyện nhiệm vụ 3, tiểu nữ hài nguyện vọng, lâm tiểu vãn sinh mệnh thiên số 15 ngày, chủ ký sinh nhất định phải ở cái này trong lúc đó hoàn thành tiểu nữ hài sở hữu nguyện vọng. Nguyện vọng 1, lâm tiểu vãn muốn gặp bà bà của mình, chủ ký sinh nhất định phải tìm tới bà nội của nàng, một cái nguyện vọng không hoàn thành. Liền coi là toàn bộ thí luyện nhiệm vụ thất bại. Cái gì? hệ thống thanh âm rốt cục xuất hiện tại tô cảnh trong đầu tô cảnh nghe vậy liền ngay ra như phỏng tiểu nữ hài nguyện vọng cái này tính toán nhiệm vụ gì a à? tuy nhiên tô cảnh trước đó nhận định thí luyện nhiệm vụ theo lâm tiểu vãn thoát không can hệ nhưng nhiệm vụ này có phải hay không quá kỳ hoa hơn nữa còn là một cái mắt xích nhiệm vụ tiểu bằng hữu nguyện vọng nhiều đi chẳng lẽ mình đều muốn một vừa hoàn thành trọng yếu nhất chính là tô cảnh sáng tạo đến đó cho lâm tiểu vãn tìm nải nải hắn đều chưa thấy qua đối phương nải nải. Đậu đen rau muốn một chút trống tô cảnh đột nhiên nheo mắt, hệ thống nói lâm tiểu vãn chỉ có 15 ngày sinh mệnh thiên số, nói cách khác nàng là hẳn phải chết. Không phải vậy còn hoàn thành nàng nguyện vọng gì, trực tiếp để tô cảnh chữa cho tốt nàng quái bệnh không là được. Tô cảnh tâm chìm đến đáy cốc, âm thầm mở miệng, hệ thống, lâm tiểu vãn đến cùng đến bệnh gì, thật trị không hết sao. Thí luyện nhiệm vụ, không cung cấp bất kỳ hữu hiệu tin tức, nhất định phải chủ ký sinh chính mình điều tra. Tô cảnh kém chút thì muốn chửi ầm lên, hắn nên nghĩ đến hệ thống hội là trả lời như vậy hắn, không cam lòng tiếp tục hỏi, vậy ngươi chung quy muốn nói cho ta biết, nàng cái bệnh này có khả năng hay không chữa cho tốt? Có, một phần trăm. Hệ thống băng lạnh lùng nói, trị tốt xác suất quá nhỏ, chủ ký sinh chỉ cần tại lâm tiểu vãn khi còn sống hoàn thành nguyện vọng của nàng, nàng vừa chết, thí luyện nhiệm vụ ba hoàn thành. Tô Cảnh có thể nào nhìn lấy một cái ngây thơ thiện lương tiểu nữ hài chết trước mặt mình, bắt lấy một cái trọng điểm, nói, vậy ta nếu là chữa cho tốt nàng quái bệnh đâu. Thí luyện nhiệm vụ 3, trực tiếp hoàn thành. Tô Cảnh đạt được hệ thống, buông lỏng một hơi, hắn giống như có chút tìm hiểu được nhiệm vụ này quan trọng, hệ thống yêu cầu là muốn hắn hoàn thành cái này đáng thương tiểu nữ hài sinh mệnh sau cùng 15 ngày sở hữu nguyện vọng, cũng không có yêu cầu muốn hắn chữa cho tốt lâm tiểu vãn bệnh nhưng tô cảnh muốn là vận khí tốt chữa cho tốt lâm tiểu vãn quái bệnh như vậy cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ chỉ là cái này xác suất rất khó khăn hy vọng xa vời cái này theo thí luyện nhiệm vụ hai là có chỗ tương đồng cùng kiến tai ương nhiệm vụ là tiêu diệt tất cả thiên kiến nhưng lại không muốn yêu cầu tô cảnh trực tiếp thu phục kiến chúa kiến chúa kỳ thực chỉ cần vừa bị thu phục cái gọi là thiên kiến cũng liền không tồn tại bởi vì đều sẽ khống chế tại tô cảnh trong tay cũng sẽ không đối với tự nhiên giới, đối với nhân loại chiếu thành tổn thương gì. Nhưng điều kiện tiên quyết là hệ thống cho rằng thu phục kiến chúa cơ hồ là chuyện không thể nào, như vậy cũng tốt so giết một người xa xa so phải cứu một người đơn giản. Thí luyện nhiệm vụ 3, tô cảnh xem như triệt để minh bạch, không khỏi âm thầm thở dài, một cái như hoa như ngọc, nụ hoa chớm nở tiểu nữ hài, chỉ có 15 ngày có thể sống, thật thật đáng thương, nàng đáng lẽ tối thiểu có thể sống một tháng là tô cảnh lòng tốt làm chuyện xấu hắn quá tự tin hắn coi là thánh thủy có thể trị hết thế lên bất luận cái gì tật bệnh không nghĩ tới biến khéo thành vụn hắn làm hại lâm tiểu vãn sống ít đi nửa tháng điểm này tô cảnh muốn đối lâm tiểu vãn phụ rất lớn trách hắn thiếu lâm tiểu vãn nải 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 tiểu vãn muốn gặp nải nải trên giường bệnh lâm tiểu vãn phát ra hư nhược thanh âm chợt con mắt của nàng lại từ từ biến thành khát máu Khí tức âm lãnh phát ra, đại lực giằng co. Nàng cái dạng này, thật có thể sống 15 ngày sao? Tô Cảnh không khỏi hoài nghi, nếu là Lâm Tiểu Vãn đột nhiên chết, hắn còn không tìm được bà nội của nàng để Lâm Tiểu Vãn gặp một lần, như vậy chính mình thí luyện nhiệm vụ có phải hay không coi như trực tiếp thất bại. Nghĩ đến điểm này, Tô Cảnh không khỏi rùng mình lên, nhiệm vụ này ba nhìn như đơn giản, kỳ thực vô cùng biến thái. Ta đến đó cho Lâm Tiểu Vãn tìm nãi nãi, tô cảnh căn bản không biết đối phương lớn lên bộ dáng gì mà lại hiện ở loại tình huống này nếu là không có tô cảnh ý thức lực khống chế lâm tiểu vãng cái nha đầu này thần chí không rõ tình huống dưới không biết sẽ làm ra dạng gì sự tình trong mắt khát máu nói rõ muốn giết người hắn hiện tại tuyệt đối không thể rời đi trước hết để lâm tiểu vãng tỉnh táo lại đang nói các ngươi nhìn tiểu nữ hài con mắt thật đáng sợ a à, tại sao ta cảm giác nàng muốn ăn thịt người một dạng mấy cái tiểu y tá đều muốn chạy trốn ra gian phòng này chẳng những trong phòng bệnh âm lãnh vô cùng trên giường bệnh tiểu nữ hài càng thêm quỷ dị lý bác sĩ ta nhìn vẫn là gọi viện trưởng bọn họ chạy tới xem một chút đi đây là cái gì quái bệnh a à, dọa người như vậy nhìn trong lòng người hải đến hoảng các y tá đề nghị chủ trị bác sĩ trận trận nhíu mày vừa định gật đầu đáp ứng đúng lúc này phòng bệnh bên ngoài lướt vào một cái đầu mang đấu bồng đen mạng che mặt che mặt thân ảnh thì giống như u linh xuất hiện tại trước mặt mọi người. a à, mấy cái tiểu y tá vốn là kinh hồn bạc vía, đột nhiên trong phòng bệnh xuất hiện làm sao một cái người kỳ quái nhất thời dọa đến hết trầm lên. đấu bồng đen người, thân hình không người, toàn bộ bả vai đã trên vị trí đều bị áo choàng che khuất, hoàn toàn thấy không rõ người tới khuôn mặt, nàng già nua da thịt, giải dầu xương gió, bại lộ tại y phục bên ngoài da thịt da bọc xương giống như từng cái từng cái nếp nhăn lan tràn. Đây là một cái gầy như que của cao tuổi lão thái thái A, tuổi tác tuyệt đối không xuống 6-70 tuổi, chỉ là nàng một thân cách ăn mặc, lại như U Linh xuất hiện, thực tại khiêu chiến người thần kinh nhạy cảm. Vốn nên đến cả đám đều bị tiểu nữ hài quỷ dị bộ dáng làm toàn thân nổi da gà, lại tới một vị kỳ quái ăn mặc lão thái thái. Ngươi là ai? Nơi này là nặng chứng phòng bệnh, ngoại nhân không được tiến đến. Chủ trị bác sĩ nhìn người tới rất là cổ quái, liền chân dung cũng không dám lộ, lập tức đổi giọng hỏi thăm. Ta muốn huyết tương. Áo choàng lão thái thái phát ra khô lão tái nhật thanh âm, thanh âm tràn ngập tử khí, làm người không khỏi rùng mình. Huyết tương. Chủ trị bác sĩ nghi ngờ nói, ngươi muốn huyết tương làm cái gì? Áo choàng lão thái thái tự đánh xuất hiện. Một đôi dấu ở áo tràng hạ con mắt thì nhìn chầm chầm vào trên giường bệnh lâm tiểu vãn, không biết nghĩ cái gì, sau đó liền nghe nàng nhàn nhạt mở miệng, ta là lâm tiểu vãn nải nải, thân nải nải huyết tương có thể trị bệnh của nàng nàng cái dạng này tiếp tục nữa sẽ chết người đấy nhanh đi cầm huyết tương tới huyết tương có thể trị bệnh của nàng chẳng lẽ muốn cho nàng chú máu không thành chủ trị bác sĩ nghi hoặc nhíu mày mà nói nàng cũng không phải mất máu căn bản không cần huyết tương nhanh đi cầm công nữ của ta chống đỡ không bao lâu nếu là nàng có chuyện bất trắc bệnh viện các ngươi tại chịu trách nhiệm hoàn toàn áo choàng lão thái thái giờ phút này chú thích lấy chủ trị bác sĩ áo choàng hạ con mắt vậy mà lóe ra một đoàn u quang vô cùng dọa người chủ trị bác sĩ toàn thân run rẩy dưới tưởng rằng chính mình hoa mắt nhưng bị cái này quái dị lão thái thái nhìn chằm chằm vì cái gì để hắn cảm giác được hít thở không thông mùi vị tâm bịch bịch nhảy loạn mặt khác lời của lão thái thái có một chút nói đúng muốn là tiểu nữ hài tại trước mắt hắn chết mất như vậy hắn nhưng thoát không can hệ bệnh viện cũng không chịu nổi trách ảnh hưởng quá ác liệt đối với lâm tiểu vãn kỳ hoa chứng bệnh dù sao hắn là không có một chút biện pháp đã đối phương tự xưng là tiểu nữ hài nải nải như vậy hẳn là sẽ không hại nàng còn nước còn tát đi chủ trị bác sĩ hướng về phía bên người đã sớm ngay người như phổng y tá nói các ngươi đi người tầm khối huyết tương tới muốn cái gì hình huyết tương một tên y tá run rẩy đặt câu hỏi chủ trị bác sĩ nơi đó biết muốn cái gì nhóm máu huyết tương, dứt khoát nhìn về phía áo tròn lão thái thái. Cái gì hình huyết tương đều có thể, tốt nhất muốn nam huyết dịch chế tắt huyết tương. Lão thái thái lập tức thốt ra. Tiểu y tá minh bạch, cũng không dám nhìn một chút gầy như que củi, không người áo tròn lão thái thái, cảm giác nàng thật là dọa người, vội vàng quay đầu liền đi cầm huyết tương. Không bao lâu, tiểu y tá liền lấy một khối huyết tương tới, chỉ gặp áo choàng lão thái thái không nói hai lời thì đoạt tới, cũng không sợ lâm tiểu vãn quanh thân âm lãnh nhiệt độ, đi vào bệnh một bên, nhìn thấy tiểu vãn không ngừng thống khổ dãy dụa, trong đôi mắt tràn ngập khát máu. Lão thái thái dừng lại dưới, áo choàng hạ con mắt toát ra phức tạp theo thương yêu, chẳng biết lúc nào trong tay nhiều một khối vải trắng, nàng dùng vải trắng đem lâm tiểu vãn tràn ngập khát máu con mắt cho bịt kín. Sau đó làm người mở rộng tầm mắt sự tình phát sinh, áo choàng lão thái thái mở ra huyết tương miệng đắp, đem huyết tương hướng lâm tiểu vãn trong miệng anh đào đưa. Chủ trị bác sĩ nhìn thấy, nhất thời gọi thét lên, lão thái thái, ngươi đang làm gì, huyết tương muốn thông qua tim vào truyền thừa đến người thân thể bên trong, không thể trực tiếp uống, như thế đối với người thân thể là không có có ích, ta là mụ nội nó, xảy ra chuyện, ta vì tôn nữ của ta chôn cùng. Áo choàng lão thái thái lạnh lùng mở miệng, thanh âm tránh xa người ngàn dặm, tràn ngập tử khí. Hồ nháo, hồ nháo, quả thực liền muốn hồ nháo chủ trị bác sĩ khí dậm chân muốn ngăn cản lão thái thái hoang đường hành vi nhưng chẳng biết tại sao sửng sốt không dám như vậy đi làm cái này đột nhiên xuất hiện lão thái thái quá thần bí hắt sa che mặt thanh âm khô lão sa câm toàn thân tràn ngập một cổ tử khí làm người lơ đảng liền muốn tránh nàng xa xa đối với cái này thần bí xuất hiện lão thái thái y tá theo bác sĩ trong lòng đều rất lợi hại e ngại duy chỉ có núp trong bóng tối tô cảnh con mắt sáng người lóe lên lâm tiểu vãn nải nải chính mình xuất hiện câu cảnh chính buồn rầu đến đó tìm bà nội của nàng nếu muốn tìm một người xa lạ cái này so mò kim đáy biển còn khó bởi vì ngươi chưa thấy qua coi như đứng ở trước mặt ngươi ngươi cũng không biết nàng là ai cái này tốt lâm tiểu vãn nải nải chính mình xuất hiện như vậy chính mình cũng coi như không cần tốn nhiều sức hoàn thành nguyện vọng này liền chờ lâm tiểu vãn khôi phục thần chí nhìn thấy bà bà của mình chỉ là cái này nải nãy, nãy xác thực cực kỳ kỳ quái tô cảnh nhìn nàng không giống người bình thường khí tức cũng rất cổ quái trong lúc nhất thời hắn cũng nói không nên lời nguyên cớ nhìn lấy lão thái thái cử động cổ quái tô cảnh cũng không có âm thầm ra tay ngăn cản nếu là lâm tiểu vãn nải nải như vậy nhất định sẽ không hại nàng tuy nhiên còn không có chân chính xác nhận thân phận của nàng nhưng tô cảnh không có phát giác nàng ác ý xem trước một chút đang nói đi từ lão thái thái há miệng muốn huyết tương nói rõ nàng là có nắm chắc đi làm một việc hy vọng sự tình hướng tốt phương hướng phát triển đi lúc này tất cả mọi người chống đỡ ánh mắt kinh hãi nhìn lấy áo choàng lão thái thái đem huyết tương đúc tới lâm tiểu vãn trong miệng nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha